bao nhiêu năm con là đứa trẻ không nguồn không cội, chùa Thiên Nhai là nơi con nương tựa cuộc đời. Thánh Tần ơi, thầy giáo đi xuất cảnh lên thành phố bao nhiêu năm rồi mới khứ hồi về ăn chùm khế ngọt ha. Biết sao được chú ba, con cái nó có công việc ở trên đó, nó muốn mình lên mình ở với nó. Dạ. Chứ nói thiệt, bao năm xa quê tôi cũng nhớ dữ lắm. Dạ, cũng không dám hỏi thầy, lên trên đó thầy cũng dạy học luôn ha. Ừ, thì lúc đầu tôi cũng dạy học. Dạ. Chứ không dạy biết làm gì. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì về hưu rồi. Dạ. Nhiều lúc cũng nhớ nghề dữ lắm. Dạ. Ừ, thằng Đạt Lóng này sao rồi? Dạ cũng khoe thầy là con em giờ nó cũng có nhà có cửa, nghề nghiệp ổn định ở trên thành phố luôn đó. À, nè, học trò của tôi mà là học trò giỏi á nha, ngoan nhất lớp à. Dạ. À, kỳ này thầy Minh về là có công chuyện gì hay là chỉ thăm quê thôi? Ừ, cũng lâu rồi, tự nhiên nhớ quê nên về thăm thôi. Ừ, ta nói già hay hoài niệm. Rồi thầy mày uống trà đi. Chú ba ơi. Ê, ủa con. Thưa chú ba, con mới qua. Ờ, chào người lớn con. Ủa, thầy Tú. Dạ. Tuấn Tú đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, thầy khỏe hả thầy? Ừ, thầy khỏe. Ờ, thầy ơi, bao nhiêu năm qua con vẫn muốn gặp lại thầy để nói lời cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Bày sao vậy? Thầy trò mà nói chuyện ơn nghĩa coi như đó là nghĩa vụ của thầy. Nếu như mà không có thầy á thì con không có ngày hôm nay. Năm nay á là năm cuối cấp, nhưng em Tướng Tú học hành sa sút quá, nhất là cái môn văn điểm rất kém. Cứ tình hình này thì tôi sợ em không thi tốt nghiệp được. Mong cô dạy kèm thêm cho cháu á, tại vì tôi không có học được cao, có dạy cháu tôi cũng không biết dạy như thế nào á cô. Nhưng có vẻ em không có chịu học, tôi cũng đành chịu. Vì vậy hôm nay á, tôi đến đây gặp phụ huynh để nói rõ tình trạng này. Mong phụ huynh nhắc nhở em thêm. Dạ. Sao vậy con? Con học hành cái kiểu gì mà cô giáo tới tận nhà mắng vốn vậy con? Mệt quá, con muốn học nữa. Con không học thì con làm cái gì? Thì con đi làm. Con đi làm kiếm tiền. Con muốn kiếm tiền thì cũng phải học hành đến nơi đến chốn rồi mới kiếm tiền được chứ. Mẹ ơi, con thấy có nhiều người á học xong á cuối cùng cũng có làm được cái gì đâu. Con đừng có so sánh với người này người nọ được không? Mẹ không cần biết, mẹ chỉ biết là nuôi con đến tầng tuổi này, mong con ăn học tới nơi tới chốn để sau này còn lo tương lai của con nữa. Mẹ đâu phải sống đời với con được. Nghe mẹ nói nè, ở xóm trên á có thầy Minh dạy rất là hay, để mẹ đến gặp thầy Minh xin dạy kèm cho con nha. Con nói là con không học nữa mà, mệt mẹ quá. Mẹ cũng nói là mẹ quyết định rồi, không có nói nhiều nữa. Bực thiệt chứ, học hoài. Tình hình của cháu nó như vậy đấy. Yeah. Thì là thầy biết rồi, có gì thầy giúp đỡ dùm ha. Dạ, yeah, thì như chị cũng đã biết đó, từ hồi trước tới bây giờ ở ngoài giờ lên lớp em chưa hề dạy cho bất kỳ một học sinh nào học thêm hết trơn á. Nhưng mà thực tình là bữa nay ngưỡng mộ cô hết sức. Ngày xưa khi còn dạy học cô cũng dạy, bây giờ về hưu cô vẫn quan tâm đến những học sinh yếu kém. Thôi thì em xin nhận để thứ nhất là tỏ tấm lòng của em ngưỡng mộ cô. Hơn nữa là Tuấn Tú chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi, mà nếu bây giờ mình không có sự chuẩn bị để ôn lại kiến thức cho em nó, cho nó thu thập cho tốt á, thì khó mà có đậu đại học được. Thôi em sẽ cố gắng nha cô. Cảm ơn thầy. Tuấn Tú nè, cô Mai đây là đồng nghiệp cũ của thầy đó. Bữa nay là cô ta Mai tới đây là gửi gắm cho thầy. Thầy sẽ cố gắng hỗ trợ cho em, nhưng cái chính á là em phải nỗ lực học tập để đạt kết quả tốt nghe chưa. Có bạn sớm làm giáo viên mà thiệt, nói đủ tròn
để cho mẹ mình nghe theo. Giờ thêm ông thầy này nữa, dám cá học chắc được 2-3 ngày rồi cũng nghỉ thôi. Thưa thầy, con mới tới. Con ngồi đi chờ thầy một chút. Chúng ta bắt đầu học nha. Dạ. Con buồn ngủ hả? Dạ, không biết sao mỗi lần mà nhắc tới môn văn là con buồn ngủ à. Nếu như con thật sự buồn ngủ á thì con cứ lên giạc nằm ngủ đi. Hả? Thầy nói thiệt hả thầy? Bây giờ con đang buồn ngủ thì làm sao mà học được. Chỉ bằng con cứ ngủ đi, khi nào tỉnh táo rồi mình sẽ học. Cái này là thầy nói nha, chứ con không có đòi ngủ đâu đó. Con học hành sao rồi? Con học cái gì đâu. Con nói gì kỳ vậy? Không học là sao? Mẹ bị người ta dụ rồi đó. Đóng tiền xong lại con ngủ thôi. Vậy là hôm nay không có học gì hết luôn á hả? Trời, con nói thiệt mà. Có học cái gì đâu. Con ngủ dậy xong á, thầy nhờ con chép giùm mấy bài thơ, xong rồi con đi về thôi. Sao kỳ vậy ta? Mẹ nghe nói á, thầy Minh dạy rất là giỏi, có tâm mà còn yêu học trò nữa. Thầy làm như vậy á, chắc chắn là thầy có ý của thầy đó. Con cứ đi học tiếp cho mẹ đi. Nè, cái này là mẹ nói nha. Mai mốt mà cô thi rớt á, mẹ đừng đổi thừa cho con. Con không biết gì đâu. À, nè, đi đâu nữa vậy? Con đi chơi chút về. Cái thằng này. Thầy ơi. Ủa, thầy đâu rồi ta? Kệ, không có cũng không sao. Chào thầy. Bữa nay thầy cho lớp làm kiểm tra cho nên thầy phải chấm bài. Nhưng mà thầy mới đọc có 2-3 bài thầy bị qua mắt. Bây giờ con đọc cho thầy nghe rồi thầy chấm ha. Con đọc hả thầy? Ừ. Dạ. Bài thơ Việt Bắc Tố Hữu. Mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ. Bồn tròn bước đi, áo chàm đưa buổi phân ly. Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Mình đi có nhớ những ngày mưa nguồn suối lũ,
những mây cùng mù. Mình về có nhớ chiến khu, miếng cơm chấm muối, mối thù nặng dai. Mình về rừng núi nhớ ai, trám bùi để rụng, mang mai để già. Mình đi có nhớ những nhà, hát hiu lau xám, đậm đà lòng son. Mình về còn nhớ núi non, nhớ khi kháng Nhật, thở còn diệt binh. Mình đi, mình có nhớ thôi, mình. Thôi, thôi. Dạ sao thầy? Bữa nay mình học tới đây đủ rồi, mình nghỉ ha. Nghỉ sớm như thầy đang học mà. À, thôi ngưng được rồi, bữa nay thầy có công chuyện. Trời ơi, tiếc quá. Tự nhiên bữa nay con thấy con ham học văn ghê mà tự nhiên thầy nghỉ sớm có công chuyện. Vậy thôi, con về. Trả cho thầy. Khoan đã. Dạ. Cái gì vậy thầy? Tí xíu nữa là con đạp nát viên phấn của thầy rồi. Trời ơi, thầy làm con hết không? Thì nát viên này thì mình mua viên khác. Với người khác thì có thể nó chỉ là một viên phấn. Đối với những người làm công việc trồng người thì phấn là một vật vô giá. Trời, có viên phấn thôi. Nói gì mà nhức đầu vậy trời. Thôi con về được rồi đó. Dạ. Có hộp phấn thôi mà cũng quý. Triết lý này kia nọ nghe mắc mệt. Bây giờ không có phấn, thử coi thầy dạy bằng cái gì. Thưa thầy, con mới tới. Ừ. Bữa nay mình tiếp tục đọc bài kiểm tra giống như ngày hôm qua ha. Đọc nữa hả thầy? Đây. Xong rồi, con về nha thầy. Ừ. Thầy nghe nói là mắt mèo ngứa lắm, nhưng cho tới ngày hôm qua thì thầy mới biết được cái cảm giác đó. Ngứa thiệt. Dạ, con về thầy. Tú nè, nếu như con thích phấn thì con cứ cầm hộp phấn trên bàn nha. Dạ, dạ thôi. Thầy uống thêm trà. Dạ. Tú, ra bài biểu con. Mẹ nghe thầy Minh nói hết rồi. Dạ. Con chịu khó như vậy á là mẹ mừng lắm. Mẹ nghe thầy nói á là con có đọc bài kiểm tra giúp thầy nữa đúng không? Dạ. Thôi, cũng trễ rồi, tôi xin phép về.
Khi nào rảnh thầy ghé chơi. Dạ, chào chị. Mai nhớ tới học nha. Dạ. Này mẹ. Ừ? Thầy nói có nhiêu đó thôi hả mẹ? Ờ, thầy nói đã nhiêu đó thôi. Đi đâu vậy mẹ? À, mẹ đi thăm thầy Minh. Ủa, thầy bị gì mà đi thăm mẹ? Cái thắng xe thầy bị hư, cho nên thầy bị tai nạn á. Bây giờ mẹ vô bệnh viện thăm thầy Minh liền nha. À mà nè, cơm với canh đó mẹ nấu sẵn trong nhà rồi, con tự ăn đi nha. Mẹ đi á. Mình chỉ phá cho vui thôi, chứ đâu có ý hại thầy đâu. Sao quá. Về nói với mẹ là cho thầy gửi lời cảm ơn. Thầy cũng xin lỗi con vì hai tuần qua thầy không có dạy được. Thầy đừng có cảm ơn con mà thầy. Thôi, vô đi. Từ thầy. Hôm nay thầy trò mình bắt đầu lại. Dạ. Bài kiểm tra đâu thầy? Hôm nay thì thầy không có bài kiểm tra, nhưng thầy có một cái bài này. Thầy muốn con đọc rồi cho thầy biết ý kiến. Dạ. Con đọc xong rồi thầy. Rồi, bây giờ đọc xong thì theo con, tại sao từ hồi xưa tới bây giờ đó, cái vai trò của người phụ nữ luôn luôn bị coi thấp hơn người nam? Suy nghĩ được là con sẽ mua cái gì tặng cho thầy cô. Mẹ gợi ý cho con cái gì đi mẹ. Hay là con mua hoa tặng cho thầy đi. Hoa hả? Con không được đâu, hoa sến lắm. Mẹ nghĩ á, món quà tặng cho thầy đó là thể hiện tấm lòng của con, cho nên cái món quà đó như thế nào cũng là lòng biết ơn của con đối với thầy rồi, có gì đâu mà sến. Thôi thôi, con thấy sến lắm. Thầy. Thầy có nhà không thầy?
Em ơi, em kính thầy Minh hả? Dạ. Mà thầy Minh đi Sài Gòn rồi. Anh có biết chừng nào thầy về không anh? Thầy không về ở đâu, thầy ở anh chở với con luôn rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Thầy dạy con mà thầy không có la mắng, thầy cũng không có ép con học, nhưng mà cái cách dạy của thầy đã khiến con thay đổi. Con thích môn văn lúc nào con cũng không biết nữa. Nói chung á, tôi dạy biết bao nhiêu học trò, tính hết đứa nào sao á tôi biết hết. Đây á tuy là phá phách nhưng mà không phải không hiểu chuyện nha, chỉ là nhận thức sai mà thôi. Mà muốn hướng con nó về đúng cái ngã rẽ cho chính xác á thì không thể dùng đòn roi mắng chửi mà phải dùng tình yêu thương. Dạ. Dạ. Nhưng mà con vẫn luôn áy náy vì lâu nay con không gặp được trực tiếp thầy để báo cho thầy biết con thi đậu rồi. Chà, biết con có thành tựu thầy vui lắm, coi như là không uổng công dạy dỗ của thầy. Dạ. À, chúc thầy Minh lên đường thượng lộ bình an. Cảm ơn chú ba nhiều lắm nghe. Phải chi thầy ở đây được lâu hơn một chút, cái là tôi dẫn thầy đi tham quan hết vòng quanh để xẻo lá mình. Xẻo lá mình bây giờ tăng tiến bộ lắm, không phải như xưa đâu. Tôi có thấy bà con mình bây giờ không còn cơ cực như ngày xưa nữa. Dạ. Ta nói nhà cửa ai nấy cũng đều khang trang hết. Thiệt tình, thấy quê hương mình đổi mới như vậy tôi vui lắm. À, thôi tôi về. Thầy chạy nó qua kìa. Dạ, con lo tìm cái này nên con tới trễ. Con gửi thầy. Sao lại tặng quà cho thầy? Đây là món quà năm xưa, con tính biếu thầy, đến bây giờ mới có cơ hội gặp lại thầy. Thầy mở ra coi, thích không thầy? Mở ra. Phấn trắng hả? Con còn nhớ thầy từng nói, phấn là con thuyền dẫn lối tri thức, và đối với nghề giáo nó là một vật vô giá. Thầy chỉ dạy con một thời gian rất ngắn, không ngờ con vẫn nhớ từng lời nói của thầy. Dù cho thầy có dạy con một ngày, một giờ hoặc là một chữ, thầy vẫn là thầy của con. Con chúc thầy thượng lộ bình an, thầy giữ gìn sức khỏe nha thầy. Khi nào có dịp con sẽ lên thăm thầy. Thầy đi nghe. Tháng này làm ăn lời lỗ thì sao đâu, bà thử ra nghe thì ứng. Không có lỗ, nhưng mà tôi tiếc. Tiếc tiền phải không? Tiền nó vô không có đúng ý của bà đó chứ gì. Nói thì phát ghét thiệt chứ. Ông nhìn đi, bộ con người tôi ham tiền dữ lắm hả? Cái đó măng tự biết lấy. Hỏi tôi làm chi? Mình sống nhau mấy chục năm mà, biết ý hết nè. Đừng hỏi rồi nói ra dài dòng lắm. Không phải, cái ý của tôi tiếc á là bởi vì á, mấy hôm nay nè, mấy nhóm khách nước ngoài á cứ ghé homestay mình à, mà không có dám nhận đó, cho nên tôi tiếc. Nhận sao đương nhận? Tôi với bà có biết tiếng Tây tiếng U gì đâu nhận. Nhận rồi sao nói giá cả cho người ta, rồi ăn uống rồi sao? Thì bởi vậy hồi trước á, có thằng Tám Tàn ở nhà, mấy cái khâu đó nó lo, rồi giờ không có nó là chịu thôi chứ biết sao giờ. Thôi, cái nào khó qua cho qua đi, kiếm cái nào dễ làm, có đồng nào ăn đồng nấy đi, đừng ham tiền quá không được đâu. Ông tôi thấy mấy cái homestay ở xóm trên á, trời ơi, người ta là
thuê thông dịch viên đó ông. Hay mình làm vậy đi. Thông dịch viên hả? Ông bà làm gì bà làm đó. Tôi giao cho bà đó, tôi không tham gia tới đó nữa đâu. Vậy để tôi nói thằng Tám Tàn nó lên mạng nó kiếm giùm mình ha. Tính vậy đi, chứ bỏ tiếc lắm. Điện thoại kìa, nghe đi. Nghe giùm tôi cái coi, tôi đang coi báo mà. Ông nghe đi, tôi đang tính sổ sách ông thấy hả? Đang coi cái khúc cảm xúc đấy, mà con nghe điện thoại mất cảm xúc á sao? Báo mà làm như đọc chuyện trinh thám vậy. Bà này ngộ nghe nhờ nghe điện thoại chút mà cũng cằn nhằn cử nhữ nữa. Tiền cái cười hí hí à. Alo. Trời đất ơi, nghe điện thoại lộng như ma chống cái gì á? Gì á? Người nước ngoài. Nước ngoài, nước trong gì cũng vậy chứ bà làm gì bà sợ dữ vậy? Ta cũng bằng xương bằng thịt y như mình vậy. Ta nói tôi đâu hiểu gì đâu, trả lời. Nghĩ cũng làm dữ hết, thù quá chết. Ông hay quá à. Vậy sao nãy gọi tới ông không chịu nghe đi, ông biểu tôi nghe. Bây giờ điện lại đi, điện cái nước tôi nghe cho bà coi. Giỏi lắm, người ta không điện cho nên mới dám nói vậy chứ người ta điện tới coi thử dám nghe không. Điện đi. Điện đi, điện đi, ông thách ai? Gọi kìa. Nghe đi. Đó, giỏi nghe đi. No. Yeah. Ok. Go. Trời ơi, ông nói cái gì vậy? Ai biết. Yeah. Came before evening, it's okay. But I couldn't do it for much longer than one night. Yes. Hả? Okay. How many people go camping? Yeah, four people. Anh đó có. Okay. Yeah, I will recommend you for xẻo lá and. Buổi có chơi sau. Yeah. Okay, have a good day. Thank you. Má ơi. Má. Má. Nhỏ, con nhỏ ngủ. Ủa, con qua rước nhỏ hả? Dạ, bộ nhỏ ngủ hả má? Ừ, nó mới vừa ngủ á. Dạ, thôi vậy để cho nó ngủ cho nó thẳng dứt đi. Tía rồi má. Ổng đi lên trên hội khuyến nông rồi. Mà còn nhái đâu mà con qua con rước nhỏ vậy? Dạ, vợ con ở nhà nói chuyện điện thoại. Hèn chi, từ sáng giờ má điện hoài mà không được. Con ở chung nhà con còn không nói chuyện được đó chi là má. Vậy là sao? Dạ tại vì vợ con nguyên ngày hôm nay á nói chuyện điện thoại với bạn trong nhóm học tiếng Anh á má, nên nguyên ngày hai vợ chồng chưa nói chuyện với nhau luôn. Chà, nhỏ xiên dữ hen. Dạ xiên học cũng tốt nhưng mà có điều cái má, người ngoài không biết á, nhìn vô tưởng vợ con bị khùng. Nó học cái khùng gì mà thôi. Sẵn này con coi nhà giùm má nha, với con nhỏ luôn. Má chạy qua bển gặp nó chút xíu con chuyện. Dạ, nha. Dạ, má đi đi. Ôi trời, con nhái. Để nhờ nó cũng sách về phụ mình coi. Mệt quá trời đất à. Nhái. Giờ bấy cò con Tường Anh nhái. Trời đất ơi, nhỏ này nó bơ mình luôn ta, chắc lại nó không thấy mình. Trời ơi, sao cô Hồng nói đi chút xíu mà giờ này chưa chịu về nữa trời. Biết cô làm sao. Ủa cô Hồng, sao cô Hồng nói đi chút xíu nhờ con coi chừng quán. Đi lâu quá trời, cô mệt chết luôn à. Đi bộ phải chậm chứ sao. Tính nhờ thằng Tèo chở mình đi cho nó nhanh. Ai về lúc mình cần cái bận rồi, chở khách. Hèn chi lâu phải rồi.
tại vì cô Hồng lăn từ đây ra chợ mà. Thằng này, tao gặp con nhái á, vợ mày ngoài chợ á. Dạ. Tao kêu quá trời luôn. Dạ. Nhái, vợ cò. Dạ. Con mến. Dạ. Kêu quá trời quá đất gì mà nó không nghe mày, nó bơ tao luôn, mày coi tức không chứ. Trong khi mình nặng ơi là nặng tính nhờ nó sách phụ giùm cho mình. Ủa sao hôm nay vợ con kỳ vậy ta? Nó đeo phone hai bên đây nè. À, nó vừa đi, nó vừa cười, nó vừa nói tủm tỉm cười như con khùng vậy đó. Cô Hồng thông cảm đi, tại vì vợ con đang học á. Học cái gì? Dạ học tiếng Anh. Trời ơi, đàn bà con gái có chồng có con rồi thì ở nhà giỏi, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, lo bếp núc nội trợ giỏi là được rồi, cần gì phải học hành nữa chứ. Thì tại vợ nó ở nhà buồn với lại đi làm kiếm thêm thu nhập phụ con mà. Bởi tao nói thiệt, thời buổi giờ càng hiện đại càng đủ chuyện, càng hả sanh ra nông nổi đủ trò hết trơn á. Gặp tao giờ cho tao học cho có tiền tao cũng thèm học nữa. Hỏi ai vậy? Nghe mới biết chứ. Alo, tôi nghe đây. Ừ, tôi hay lúa. Cái gì? Tôi hay lúa. Ừ, hay lúa tôi. Bà nghe tôi coi. Cái gì vậy? Nghe đây, nghe đây, nghe đây. Tôi nghe sao gục vô đây chị? Ai biết đâu, tôi nói tiếng Việt. Tôi đây. À, trời đất ơi, người nói sao đây, nó nói cái gì không có hiểu được cái gì hết trơn vậy nè. Bây giờ ơ nha 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 nha. Dạ tía, má con mới qua. Đây, nghe này giùm tía. Ai, hay gì tía? Trời ơi, tiếng nó nói toàn là tiếng Tây, tiếng Mỹ gì không mà không hiểu nổi. Người nước ngoài hả? Ừ, nghe thấy con. Dạ dạ, nghe đi con. Good morning, can I help you? Of course, of course. How long is your vacation? Okay, okay. Goodbye. See you soon. Goodbye. Sao con? Nói gì vậy con? Con báo cho tía má một tin vui. Tin gì? Tin gì vậy? Sắp tới á, sẽ có một đoàn người nước ngoài vô homestay của mình ở luôn á tía má. Vậy đó hả? Dạ. Chết rồi ông ơi. Hả? Ôi ơi, bây giờ một đoàn nước ngoài rồi tôi với ông làm sao? Thằng Tám Tàng nó đâu có ở nhà. Trời đất ơi, không có thằng Hàn Quốc và tôi với bà bố thì đều muốn chết, bây giờ nguyên đoàn sao chịu nổi. Dạ không, cái này là người ta nói tiếng Anh không à, chứ không có nói tiếng Hàn tiếng Thái gì hết á tía má. Hay nhái, hay bữa đó con qua con tiếp con nói chuyện với người ta giùm tía má được không? Ừ được ạ. Bữa đó con qua con nói chuyện đi. Ừ, chứ tía má bị loãng xương múa quá gãy tay à con. Ok tía má, ok. This is dừa nước. Dừa nước. Yeah. Okay. Onion, bông điên điển. Yeah. The line of most villager depend on agriculture. Yeah. What do you think of Xeo La? Xeo La, it's a very very beautiful place. Yeah. I like it. And I like local food. Local food. Yeah. Yeah. And local people, yeah. Just like you. Some famous local food here are canh chua, bánh xèo, wow, lẩu cua đồng, wow, go over there. Oh no, be careful, it is so dangerous. I'm sorry. Yeah. Oh, no. Thank you. Oh, be careful. How about your hobby? My hobby like to go the countryside. Yeah. To enjoy and where is the place to kind of peace and remote. Yeah, the countryside is a place great for you, and you can relax after your hard working day. I am sure that really? You are very, very interested. Really? Yeah. Oh, wow, so nice. We hope so. Yeah. So beautiful. Anh Xui. Ủa anh Xui. Anh Xui đâu vậy? Chưa nắng lội vòng vòng tập thể dục cho nó mát vô mà. Em cũng tập thể dục nè. Vậy đó hả? Dạ. Vậy hai xương da mình giống nhau nha. Người ta thường thường ta tập thể dục buổi sáng, buổi chiều, còn mình á là buổi trưa. Đó đừng giống ai hết á.
anh hai hả? Nghe nói là con hai nhái nó qua bên hôm tây nó phụ huynh đúng không? Ừ, trời ơi, không lại nhờ nó không đó nghe, với vợ chồng tôi có biết tiếng tây tiếng u gì đâu, nhờ nó nói được tiếng Anh lâu về được mới khách. Dạ. Ừ, mà nhỏ công nhận thông minh nha, nó học sơ sơ thôi mà bây giờ nó nói tiếng Anh cũng như là bẻ cây vậy trời. Trời, nó học giỏi giống em anh hai. Phải không à? Thiệt, hồi đó tại em có điều kiện học chứ em mà có điều kiện học là em học giỏi lắm á. Đúng rồi. Dạ. Ít nhái giống nhau đúng rồi. Đánh không? Dạ, đánh. Qua nhà tôi đánh cờ chơi. Hả? Được anh hai, được. Đi. Đi, dạ. We are very pleased to have you here. It's my pleasure. We hope we will meet you again. Yeah, we hope so. Yeah. Goodbye. See you again. Goodbye. Bye. See you again. See you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. See you again. See you again. Họ đi vô con. À, dạ không. Bây giờ chắc con đi về với con nhỏ luôn á tím á. Ừ, thôi để cho nó về với nhỏ đi. Dạ. Yeah. Chừng nào có khách, má con kêu qua nữa nha. Dạ. Ừ. Về đi chứ con ở đây cũng hơi lâu rồi đó. Dạ, vậy tí má con về nghe. Ừ. Công nhận vợ ông Bảy Cò nó giỏi thiệt chứ bà. Ờ, ông, hồi hôm á, tôi nằm tôi nghĩ. Nghĩ gì? Hôm ra giờ mình đi kiếm người thông dịch viên cho cái homestay mình làm gì? Bây giờ có con nhái nè, mình kêu nó qua làm thông dịch viên cho mình đó, rồi mình trả lương cho nó. Hả? Người ở trong nhà làm vẫn tốt hơn người ngoài chứ, rồi con cái mình nó cũng có thêm thu nhập nữa. Ông thấy hay không? Bà nói cũng đúng. Xong chuyện này á, kêu vợ chồng nó qua đây cho tôi nói chuyện. Vậy nha. Ừ. Quyết định vậy đi. Diễm Hồng ơi. Woo! Diễm Hồng đâu rồi ta? Diễm Hồng. Woo! Có đây. Ủa, tiếng nhái. Bậy bậy, có tiếng nhái rồi có bà tự ấp bà kêu hà. Bà kêu cơ hội vậy? Không có đâu nghe, bỏ đi ha. Rồi, anh Tư. Ừ. Sao lâu quá không ghé quán tôi vậy? Ghé quán khác phải không? Bậy, ghé đâu? Bận quá. Bận gì dữ vậy? Tao nói lúc này đi họp bên cái vụ mà khuyến nông đồ ở tùm lum ha, đủ thứ hết á. Ôi, dạo này hả, tiến bộ dữ ta. Chứ sao? Mà công nhận á, con nhái nhà anh á, nó giỏi ghê nha. Trời ơi, hôm bữa nghe nói học tiếng Anh, tiếng Em vậy, tự nhiên nói mày đặt tào lao, rảnh, thời buổi giờ đúng là ở không mà sanh ra nhiều chuyện. Mà bây giờ thấy có ích thiệt luôn á. Con tôi là nó có cái tầm nhìn xa, nó có ý chí phấn đấu, phải vậy chứ sao? Ồ, trời ơi, hôm bữa nó dẫn khách ngoại quốc tới đây á, kìa nó sổ một tràng, trời ơi, như là tiểu liên bắn, công nhận đã thì là đã luôn á. Ừ. Hiểu không? Không. Nhưng mà nó nói nếu như chim hót nhẹ khoái hay là khoái luôn á. Bà biết tôi đầu tư bao nhiêu cho nó không? Phải không? Tôi là cái người nhìn xa trông rộng. Ừ. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư khôn ngoan nhất. Ừ. Đúng không? Ừ. Ủa? Gì? Nhưng mà hôm bữa nghe nói là nó lấy chồng rồi, nó mới về nó học, mà tại sao anh đầu tư hồi nào? Thì nó lấy chồng rồi nó mới học, nhưng mà tôi cũng phải khuyến khích nó này nọ rồi giữ con giùm nó cho nó học chứ, nó mới được vậy chứ sao. Chịu khó thiệt luôn á. Ừ. Giờ uống gì nè? Coffee. Coffee là gì? Trời đất ơi, một cái quán hoành tráng vậy mà không chịu đi học tiếng Anh, chứ biết cái gì ta. Coffee là cà phê đó, hiểu chưa? Cà phê, kêu đại cà phê. Đó giờ cái cà phê không à, mày đặt coffee. Rồi giờ nhiều sugar, lạnh hay hot? Ủa sugar là gì? Vậy mà kêu tiếng Anh. Sugar là đường đó. Ừ, nhiều đường. Mày đặt sổ tiếng Anh với tôi. Sổ với tôi sổ vào nghe nè. Mới ăn miếng rồi trả miếng à? Thứ gì đâu, hơn thua không? Có Tía nè. Dạ, Tía. Lại đây. Ngồi con, ngồi. Trời, Tía ngồi ở đây con không thấy. Ủa Tía, hôm nay có chuyện gì Tía ra đây uống cà phê vậy? Trời, có cái gì đâu. Mấy bữa nay đi học bên hội khuyến nông đó, có nhiều cái hay lắm. Tính kêu mày ra để mà phổ biến cho mày áp dụng nè. Dạ, cảm ơn Tía. Giờ vậy mình tranh thủ mình nói đi Tía, để con chạy về nhà nó Tía.
Ủa sao ạ? Dạ về coi chừng nhà cho vợ con đi thi cái bằng tiếng Anh, cái tiếng Anh thi tôi lớn tôi nhỏ gì á. Trời, tiếng Anh tao nghe sang lắm mà nói tôi lớn tôi nhỏ gì nghe tới cục mệt mấy. Dạ vợ con nói nghe rồi mà cái qua cái miệng con không nhớ. Nếu mà vậy thì nói ngắn gọn xúc tích như vậy nè. Bây giờ đó con nhái đó biết sao không? Nó cực khổ quá phải đáng thương nhiều đó nghe con. Dạ cái mảng đó là tí yên tâm đi, con thương vợ con nhất mà. Với lại nó không có quản ngại cái chuyện mà lo cho chồng. Dạ. Thấy không? Cho bên chồng. Thì bây giờ con cũng vậy, con cũng phải thương yêu nó và lo lắng cho bên tía má vợ. Hiểu không? Dạ con hiểu tía. Hồi giờ để đỡ mất thời gian, mình nói vào vấn đề chính nha tía. Ừ xong rồi đó. Ủa nãy giờ tía chưa nói cái gì về cái vụ khuyến nông luôn á. Ừ đúng rồi chưa. Từ giờ tía nói chủ yếu cái vụ đó đó. Còn vụ khuyến nông nó dài lắm. Tía nói tía nhớ không hết đâu. Nó có ghi chép giấy ở bển lên. Một lát là mày qua đi. Bên có giấy tờ bên đó là tao đưa mày đọc nha. Dạ. Hôm nay vui quá, ít đi ra đường, người ta cứ hỏi cứ khen con nhái hoài. Thiệt là vui ghê. Ôi xuống cái lỗ tai. Ôi vui quá đi. Tư. Ừ? Nay bộ có chuyện gì vui sao mà ngồi hát nghiêu ngao dữ vậy ta? Vui chứ sao không vui. Đi đâu ra đường cũng nghe người ta khen con nhái nhà mình hết. Trời ơi nó đã cái lỗ tai dễ sợ luôn. À công nhận con nhái nhà mình á lụi hụi mà đi học tiếng Anh coi cũng có hữu dụng ghê ông ha. Chứ sao bà biết không, tôi nói bà nghe đó, con nhái mà nó thông minh như vậy đó nhờ cái ren của tôi đó. Làm như có mình ông còn tôi đâu. Bà không hiểu rồi, con gái là được thừa hưởng cái ren di truyền từ người cha, hiểu chưa? Thôi mệt không cãi với ông nè. Không phải là tôi vui vì chuyện đó không đâu, mà còn chuyện khác nữa. Chuyện khác hả? Mà chuyện gì? Mấy bữa nay đó tao nói gặp anh hai đó, anh hai có vẻ quý mình lắm, anh khen con nhái hoài hà. Thiệt không? Ừ. Hôm bữa đó tao nói ngồi đánh cờ với ảnh, mà trong lúc đánh cờ đó ảnh ngồi ảnh cứ khen trợ con nhái nó giỏi này nọ, nó hỗ trợ ông trong cái chuyện mà xong dịch cho mấy người khách nước ngoài hôm tây đó. Thôi ôi nghe nở lỗ mũi luôn. Phải rồi. Ảnh khen cũng đúng, con nhái nhà mình đang phụ giúp ở bển mà, thành ra anh chị xui ở bển á quý thương mến nó là điều kiện đương nhiên. Trời sao. ê chết. Dạ. Tôi đang kho cá dưới á, xuống coi cái chảo cá. Trời đất ơi, có nhiều đứa quên lên xuống, con nhái mà nó như bà đó hư bột hư đường hết à. Wow, sao hôm nay đồ ăn ngon quá vậy má? Này là ý của tía con đó, làm á là đãi con dâu. Còn con với má nghe chỉ ăn ké thôi đó. Ủa có vậy luôn hả tía? Chứ sao, cái nào ra cái đó chứ. Có công á thì được thưởng, có tội á là bị trừng. Hai lúa này xưa nay vậy mà, công tội phân minh đó. Chị tính ra là vợ con có công lớn mà phải không tía? Thì có công lớn chứ, nhờ nó đó mà cái xứ xẻo lá mình bây giờ đó khách tây người ta tới quá trời không thấy hả. Mà quan trọng á nghe là bây giờ á tía với má không có lo nữa. Ngày xưa mà khách tây tới tôi nói trời ơi sợ lắm, vì ba má hả múa mỏi tay luôn á, giờ có hai nhái rồi. Tía má cứ khen con hoài, con ngại muốn chết. Thì có làm sao, tía má khen vậy thiệt mà. Tía má, hồi hôm bữa mấy người khách ghé nhà mình á, họ về đánh giá 5 sao trên trang du lịch nữa. Wow. Họ thích xong tay mình ghê lắm. Vậy đó hả? Dạ, họ còn nói nha là họ sẽ giới thiệu bạn bè của họ ở nước ngoài, mỗi lần mà về miền Tây là phải ghé homestay mình họ mới chịu luôn á. Trời ơi, vậy là homestay mình ngon lành rồi. Dạ. Dạ, vậy có thưởng gì cho vợ chồng con tía má? Thằng chưa gì mà đã sợ vợ mất phần rồi. Ủa, mà thưởng là thưởng cho hai nhái, chứ con có làm gì mà đòi thưởng? Thì con ăn theo. Hay ghê. Có hết á, sẵn có mặt đông đủ đây nè. Tôi đã ký quyết định rồi, bây giờ tôi xin công bố nè. Hai nhái phó giám đốc công ty Hai Lúa Homestay. Ngon lành luôn nghe con. Trời ơi em được làm phó giám đốc rồi kìa. Trời ơi đúng rồi. Thiệt không tía? Con thấy sao? Chịu không? Dạ đồng ý chứ. Tại con cũng có ý định là đi ra ngoài đi làm, mà nay được làm ở nhà khỏe muốn chết. Vậy ngày mai bắt đầu làm việc nha. Lương tháng cao đàng hoàng, có bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội luôn, có tiền thưởng Tết, lễ, có tiền thưởng luôn. Wow. Mà đặc biệt nha, nếu mà con sanh nở
là có chế độ hậu sản ngon lành luôn. Cái đó má mày nói nghe. Thì phải nói vậy á, con dâu á nó mới chịu đẻ, mình mới có cháu ẩm bồng chứ. Tiếp tiếp. Còn con sao tiếp? Mày thôi phó giám đốc luôn đi. Quá. Phó, hai vợ chồng phó giám đốc luôn. Chồng phó giám đốc. Ủa nhưng mà con là phó giám đốc về cái khâu nào tiếp? Mày phó giám đốc phụ trách là ở cái khối nông nghiệp. Cái khối nông nghiệp là cái khối cây kiểng nè, cắt tỉa nè, bỏ phân rồi vô nè, gà vịt nè cho ăn nè, quét sân quét vườn. Đúng chuyên môn của con luôn. Chuyên môn luôn rồi đó. Dạ tiếp. Rồi còn Tám. Tám nó đi nó vắng mặt, bây giờ Phong vắng mặt cho nó luôn. Dạ. Nó cũng phó giám đốc luôn. Gì nhiều vậy? Luôn. Mà làm gì tiếp? Thằng Tám thì phó giám đốc phụ trách cái khối khối này khó, khối ăn không ngồi rồi. Kim là tổ trưởng tổ cà nhẩm luôn. Có cái khói đó nè tiếp. Vậy còn tôi làm gì? Bà hả? Ừ. Bà là phó tổng giám đốc luôn. Phó tổng giám đốc luôn. Má nghe nói cái gì mà tổng tổng là lớn lắm luôn á con nghe. Mà tôi làm khâu nào vậy? Phó tổng giám đốc phụ trách cái khâu nhà bếp, nấu ăn, ẩm thực. Đó là chuyên môn của tôi đó. Kim tổ trưởng tổ rửa chén. Kim là phụ trách là tài chánh luôn. Quái liền. Mà nãy giờ thấy phó không mà tổng đâu? Chà, câu này khó. Bà hỏi câu này khó. Thì tổng giám đốc là cái ông Nguyễn Văn Lúa, là tự là ông Hai Lúa đó, bà biết ông đó không? Biết, đây nè, ông ngồi đây nè. Phải không, tôi không biết. Thôi vậy à, phó giám đốc xin chúc mừng công ty Hai Lúa thành công tốt đẹp. Rồi, vô. Chúc mừng các bạn nha. Vô. Chị ơi, cái gì vậy? Chị cho tôi gửi lòng chim vào đây nha chị. Tôi từ xa mới tới, mà tôi có công chuyện gấp nữa, cho nên tôi đem theo nó không có tiện. Tôi đâu biết cậu là ai đâu. Với lại tôi đâu biết chăm ba con chim cò này. Còn không mấy chị coi có ai đây á. Được, chị bán giùm tôi luôn đi, giá là 2 triệu. Chứ giờ tôi mang theo nó, tôi sợ nó chết á, tội nghiệp cho nó. Ở cái xẻ lá này có mấy người rành chơi chim chứ, sao tôi bán được đây? Thôi, đem đi. Chị ơi, chị cho tôi năn nỉ, tôi nói thiệt đó. Tôi cho chị 300 ngàn tiền hoa hồng. Mà con chim này nè, nó cũng dễ ăn lắm. Hết đồ ăn trong lòng rồi, chị cho nó ăn chuối, ăn trái cây gì cũng được. Có gì sáng mai tôi quay lại lấy. Thôi. Lỡ nó chết, ai chịu trách nhiệm đây? Đã lỡ nó chết thì thôi. Chứ tôi để ở đây nó còn có cơ hội mà sống. Chứ giờ nó đi theo tôi á, nó chết chắc. Cậu làm cái gì mà còn không lo cho nó được? Chuyện già lắm chị à. Chị cho tôi gọi nó ở đây đi. Thôi tôi đi nghe nha chị. Tôi đi nghe. Cảm ơn chị nhiều. Ê, cậu kia. Trời đất ơi. Tự nhiên giờ dính với ba cái chim cò này nữa. Cái quán chưa xong nữa. Chim với cò nữa. Quyết liệt lên nó mới ra mồ hôi chứ. Dạ, vì đây mát quá trời luôn tí ơi. Ừ, không khí nông thôn này trong lạnh lắm con, hít thở rồi vô quyết liệt coi. Trời đất ơi. Đứng gì không? Trời đất ơi, chết rồi. Dạ, tí ơi. Trời đất ơi, có sao không? Tôi đau quá. Ôi, chảy hết rồi. Chảy mà không có cái gốc này nè. Trời ơi, 3 ngày nó còn đi đóng phim rồi đó tía. Thôi chết rồi. Đi vô kêu má mày nấu nước muối ngậm vô. Dạ. Từ từ thôi. Chim ơi chim, chim bình yên, hót nữa đi. Tôi yêu chim, tôi mến chim, vì mỗi lần chim hót tôi vui. Nè, ăn đi con. Đi. Ăn đi nè. Chị ơi,
Dạ. Cho tôi một ly đen đá, ít đường nha. Bỏ vào ly nhựa cho đem đi đấy. À, dạ dạ, để em chút. Đây, cà phê của anh đây. Ủa, chị cũng chơi chim à? Trời ơi, tôi biết gì chim cò mà chơi. Của người ta gửi bán đó. À, thế à? Con chim này nhìn đẹp đấy. Nhìn cái đuôi kia là tuyệt vời, chim này. Này, chị bán bao nhiêu nhỉ? Anh tính mua hả? Ờ, à, tôi mua đấy. Người ta gửi bán 2 triệu. 2 triệu à? Thật đắt thế nhỉ? Nhìn thì thích đấy, nhưng mà hơi đắt thì chị bớt tí đi nhé. Trời ơi, có phải của tôi đâu mà bớt, của người ta gửi mà. À thế, không sao được, để tôi mua nhá. Dạ. Đây, tôi thấy thích đấy, con này là được, con này chim này tốt lắm. Hót hay lắm anh ơi. Đi gửi chị. Cảm ơn anh. Tôi nói thật với chị, tôi là người vùng ngoài. Dạ. Nghe giọng nói của anh á, thì biết anh cũng là người vùng khác rồi. Tôi vào đây tôi tìm mua mật gấu ấy. Ồ. Ừ. Mà chị có biết ở đây có ai bán mật gấu thì chỉ cho tôi. Tôi mua được thì chị cũng có tiền cà phê thôi. Nhưng mà ở đây làm gì có mấy cái đó để mua. Không có đâu anh ơi. Không có à? Dạ. À, thôi được, chào chị, tôi về nha. Dạ. Cảm ơn anh. Ông nói con chim này không phải chim bình thường. Cũng đúng. Chim quý mà bởi vậy tới 2 triệu lận. Đây, 300 của chị tiền công. Cảm ơn cậu. Có mật gấu rồi hả? Giữ đó cho tôi nha. Tôi cho người qua lấy liền. Vậy ha. Ủa, cậu là người ở vùng nào á? Có mật gấu vậy? Tôi có thằng em trai ở Tây Nguyên. Thỉnh thoảng mấy thằng bạn của nó xem bán được ít đồ, rồi xuống đây cho tôi bán. Quán chị rộng mà sao vắng khách quá vậy? Không mấy tôi với chị hợp tác làm ăn đi. Thì tôi gửi hàng cho chị bán thường xuyên. Chị có thêm thu nhập, đúng không? Nhưng mà mấy cái hàng của cậu á, tôi thấy đây dân nó có chuộng. Chị ơi, chưa gặp phải người thôi. Mà đúng người cần mua rồi, bao nhiêu họ cũng mua, họ mua cái rộp liền à. Mà tôi nói chị nghe nè, hàng của tôi là hàng xịn, không phải hàng nhái. Hàng nguyên chất 100% á chị. Xịn như ly cà phê của chị nè. Thôi được rồi, bây giờ á, cậu đem xuống đây tôi bán thử cho. Nhưng mà hên xui nha. Sao hên xui hoài vậy chị? Vậy để tôi gọi người nhà Lâm tới nha. Chứ nhà tôi xa lắm, tôi về đó không có tiện. Cậu ở đâu xa tới đây mà tự nhiên sắp chim xuống đây làm chi vậy? Rồi hả, không có giữ được rồi đi gửi cho tôi rồi nhờ tôi bán giùm. Rảnh thiệt. Tôi tính mua chim về chơi. Vừa mua xong thì có điện thoại nhắn tin là bạn tôi bệnh, nên tôi tức tốc chạy bệnh viện thăm nó coi ra sao, nên tôi không tiện đem theo nó. Vậy thôi tôi đi nha. Có gì tôi mang hàng tới cho chị sao? Cái người này nói vấn đề này sao mình nghe nó mơ hồ quá ta. Đó giờ mình đâu có biết về ba cái vụ mật gấu này. Không biết có làm được không. Nhưng mà quán mình á ế ẩm. Hay là mình bán thử coi sao. Mình đâu có tốn vốn gì. Giờ ông đem tới, mình bán được thì mình lấy tiền, còn không bán được thì thôi, mình cũng đâu bỏ vốn gì đâu. Có chí làm quan, có gan mới làm giàu. Làm thử coi sao.
Ủa, cô Hồng. Ủa, Thắng Tà. Bữa nay quá không bán sao cô Hồng đi đâu vậy? Cô Hồng đi công chuyện chút. À, mày muốn mua gì hả? Con tính qua mua cà phê cho tía con. Mà cô không bán thì thôi con qua quán khác con mua. Trời ơi, mày về đợi tao chút xíu đi, tao về liền hả? Đi con chút à. Nhanh không? Ê, cái chân mày làm sao bầm tím hay ghê vậy? Quýnh lộn hả? Đánh lộn cái gì cô Hồng? Qua con tập thể dục, con té hồi nãy vô cục đá đó. Giờ chân nó sưng bầm nhất muốn chết luôn. Trời ơi, cái này á là bị ngoài da thôi, nhưng mà nó bị bầm lắm rồi, chứng tỏ là nó bị không có thông. Ê, cái này mày mua mật gấu bôi vô tan liền nó bầm. Hay lắm, mật gấu trị mấy này là hay, là nội thương là hay lắm á. Thiệt hả? Trời ơi, chứ mày không nghe cái câu người ta nói câu gì mình mới học được nè ta. Thông, thông không có thống. Là sao? À, thông bất thống. Thống bất thông. Có nghĩa là nó thông thì nó không có đau, mà khi nó đau có nghĩa là nó không có thông, cho nên mình bôi mật gấu vô nó thông liền, tan liền. Trời ơi, cô có rành gì mật gấu không mà cô nói như đúng rồi vậy? Mệt mày quá à. Mày lên mạng mày tra mày coi hỏi coi, mày sao hả thanh niên mà không biết coi bả vụ đó trơn, tao hả tao còn rành hơn mày nữa. Mày thiệt á. Thì con cũng nghe nói là mật gấu tốt dữ lắm. Ừ. Nhưng mà trời ơi, con thanh niên mới lớn rồi mạnh ù ù luôn à. Có gì đến nổi đâu mà phải tìm hiểu tới mật gấu làm chi con. Nhưng mà bây giờ biết rồi đó. Mày mua về mày bôi liền đi, giờ nó mau tan cái xong cái hết bệnh cái đi đóng phim nữa. Mật gấu ở đâu? Ai bán? Cô không có, còn bán cho. Hả? Bây giờ cô bắt đầu chuyển qua kinh doanh tới mật gấu luôn rồi hả? Trời đất ơi, cô phải tìm hiểu nguồn gốc lấy mật gấu ở đâu đó nha. Lấy bậy bạ mật gấu giả là chết người đó. Mày yên tâm đi, tao bao xài luôn. Đây, 5 hũ mật gấu tôi đưa cho chị nè. Nếu chị bán hết số hàng này á, tôi sẽ gửi chị 2 triệu đồng tiền hoa hồng. Mà nếu người ta mua lẻ đó thì chị bán cho tôi là 4 triệu một cái là ngang. Mà nếu người ta mua hết số hàng một lúc luôn thì chị bán cho tôi là 19 triệu rưỡi, vậy là được rồi. Biết rồi. Bữa có người hỏi mua mà đâu có hàng, tôi đâu dám hứa. Vậy hả chị? Người ta mua nhiều không chị? Một người á thì mua một ống, còn cái người kia thì hên xui không biết có quay lại không nữa, tại tôi đâu có ngờ có hàng đâu. Vậy chúc chị mua may bán đắt nha. Biết được có duyên, chiều nay người ta ghé lại uống cà phê của chị hay sao? Tôi bán giùm thôi đó, hên xui nha. Cà phê ngon quá, thôi tôi đi nghe. Biết vậy, hôm bữa xin số điện thoại của cái ông muốn mua mật gấu này. Tía, trời Phật ơi, cái chân bữa nay sao rồi? Dạ, cũng đỡ nhiều rồi tía. Mà chân cẳng vậy, 3 ngày nữa sao đi quay phim? Tía đừng có lo, con mới mua mật gấu về xài á, nghe nói công dụng của nó tốt dữ lắm. Mật gấu đâu mua? Cô Diễm Hồng bán á tía. Trời đất ơi, bà không có lấy đâu ra mật gấu qua bán cho con? À, cổ nói á là cái đó cổ bán giùm cháu cổ trên rừng gì đem xuống á, nghe nói là mật gấu thiên nhiên, công dụng nó tốt dữ lắm. Bà này bà nói sao đâu á mà. Ủa tôi tính đi đâu vậy? Đi qua hỏi bà Hồng có mật gấu đâu bà có. Mật gấu bây giờ đâu phải dễ kiếm đâu, người ta đang cấm mà. Cái vụ này á, đáng lý ra tôi đi qua đây hồi sáng lận, nhưng mà tôi có khách tôi ở lại, tôi tranh thủ vấn này tôi qua gặp cô nè, tôi hỏi cho ra lẽ. Dạ. Cái này bao nhiêu tiền? Dạ 4 triệu anh hai. Sao mắc dữ vậy? Trời ơi anh hai ơi, đồ tốt phải mắc chứ, nhưng mà mình dùng ít lắm, mỗi lần á mình xài xíu à, nhiều khi hả cả năm á xài cũng hết nữa đó. 4 triệu mà thằng Tám nó dám mua đó hả? Trời ơi thằng Tám tàn á, nó
nó mua là phải rồi. Nó đi đóng phim mà là nó bị thương làm sao? Em nghe nói đâu á, nó đóng phim hành động không á. Anh yên tâm đi, em này của thằng cháu của em á, nó ở trên Tây Nguyên á, ở tuốt ở trong rừng, ở tuốt ở trên núi luôn á. Nó đem xuống cho em bán, bảo đảm, hàng thiệt. Cô ở dưới này, mà cô làm gì có thằng cháu ở tuốt trên núi? Hồi nào giờ có nghe cô nhắc tới thằng cháu này đâu. Thằng cháu của em á, nó bị thất lạc lâu lắm rồi. Cháu thất lạc, lâu ngày gặp lại. Dạ. Cái điệp khúc này nghe quen quá à. Nè Tiết, đi coi thử cái Tiết. Ba cái mật này mà mày khăng khăng là mật thiệt, chất đáo chất để vô, chân mày kìa càng ngày càng bầm tím kìa, có hết đâu. Để tao thử tao coi cho mày sáng mắt ra nha. Trời đất ơi, mật gấu gì mà nghe mùi mùi heo không vậy? Có nghe mùi gấu miếng nào đâu. Tám ơi là Tám, mày hửi đi Tám. Mày hửi đi, nghe cái mùi heo không à. Đó, mật heo đó chứ mật gấu gì. Không lẽ cô Hồng mà bán mật giả hả Tiết? Trời ơi, chứ mật thiệt ở đâu bà Hồng mà có Tám? Hả? Mật gấu thiệt ở đâu? Bây giờ nhà nước người ta cấm nuôi gấu lấy mật nè. Cấm cái sừng con tê giác nè. Ở đâu có, đó. Người ta đã thử nghiệm rồi, nó đã không có hiệu quả. Cô bác cái tuổi mua bán này nè, nó thổi phồng lên nó thế này thế khác. Mày nghe lợn mày mua, đó mà chát vô đó có hết đâu. Thì bữa đầu á, con đem về á, thì con sức lên, thì nó cũng nhẹ được chút xíu á Tía. Tám ơi là Tám, đây nè, nó lấy cái mật heo phải không? Rồi nó pha với ba cái thuốc giảm đau vô. Rồi mày sức vô bữa đầu thì nó nhẹ đó, nó giảm đau đó. Rồi mày càng sức vô nó càng tím kìa, mày càng sức nó càng tím kìa, mày thấy không? Ủa, đúng rồi Tía. Sao nó sưng sưng ở đây nè Tía ơi? Sưng chứ, sưng sưng như vậy. Trời ơi, chết rồi. Hèn chi càng sức sao nó càng sưng mà nó bầm lên nữa. Ủa, Tía tính đi đâu vậy? Tao đi qua bà Hồng nữa. Tao điều tra con bà lấy ba cái mật gấu giả này ở đâu. Thấy không? Rồi tao báo công an. Chừng này tao cho bà tới số. Ủa bị gì mà khóc nức nở quá vậy? Này, tay này nè. À, bá mật gấu đó hả? Nhưng mà không sao đâu, mới bán có người à, mới bán cho thằng Tám không à. Chỗ quen biết, tôi đâu có nói gì đâu. Biết á, mai mốt tránh được rồi. Con cháu gì đồng ác nhân thất đức. Anh mới biết chuyện đó con nữa à. Còn nữa, anh chưa có biết. Tại em ngu quá mà còn tham nữa. Nên mất hết mười mấy triệu rồi. Mất mười mấy triệu của em, thiên hà ngõ của em. Là sao? Vậy nè. Chào chị, cho ly cà phê đen đá đi. Ôi, may quá anh ơi. May gì nhỉ? Anh ơi, phải hôm bữa anh muốn mua mật gấu đúng không? Chị có thật à? Dạ. Mà mua chứ, mà có nhiều ít? Ừ, có 4 ống. 4 ống à? Sao ít thế? Thật sự là tôi có 5 ống lận. Nhưng mà tôi bán cho người quen hết 1 ống rồi. Cho nên bây giờ còn có 4 ống mà. Anh mua đỡ đi, khi nào cần á tôi lấy tiếp cho. À, mà chị vào thì lấy cho tôi xem thử, kiểm tra tí nhá. Coi là thật hay giả nhé. Bây giờ mật gấu nó kinh nè. Chút nha. À ok. Đây nè anh.
ơi, đây là mật gấu rừng nguyên chất, hàng rất là có giá trị. 4 ống này chị bán cho tôi 30 triệu nhá. Chị ít không bán à? Không, bán hết luôn rồi anh. Anh mua đi anh. Dạ. Được, tôi mua nhá. Tôi đi vội không mang được, không mang tiền nhiều. Không sao đâu, anh về lấy đi, tôi giữ hàng cho anh rồi mai nữa quay lại lấy. Không, bây giờ thế này, tôi đặt cọc cho chị 1 triệu nhá, rồi tôi sẽ viết giấy nợ cho chị. Chị giữ lại một gấu cho tôi quay về nhà tôi lấy tiền quay lại mua nhá. Nhà tôi xa lắm, nãy thì vô tình có việc đi ngang đấy mới ghé vào thôi. Thì suy nghĩ gì, đây ngày mai nếu tôi không đến thì 1 triệu này của chị, còn nếu tôi đến mà chị không có hàng cho tôi thì chị phải để tôi 30 triệu đấy nhá. Ôi, suy nghĩ gì nữa, hàng chị còn cầm trong tay đấy cơ mà. Cũng được. Chị bán được số hàng đó chưa? Được rồi. Vậy tiền đâu? Đưa liền cho tôi đi. Nhanh lên. Ngồi uống cà phê chút đã. Sao chị? Khách mới đặt cọc à. Tôi gọi điện rồi, ta nói chiều người ta đem tiền tới rồi người ta lấy hàng luôn. Vậy là chị chưa bán được số hàng đó. Là chị trả lại hàng cho tôi đi. Có chỗ mới cũng hỏi tôi. Tôi đang cần tiền. Tiền cũng cần bản gấp. Không được. Giờ mà đưa mật gấu là chiều mất tiêu 28 triệu tiền bồi thường. Chị ơi, vậy chị mua số hàng hết luôn đi. Chiều nay chị bán lại cho người ta. Rồi tiền hoa hồng á, tôi đến trả cho chị đầy đủ mà. Cũng có lý. Chiều lại, nó không có hàng mình mất 30. Giờ mua lại có 19 triệu hơn, còn có tiền công. Chiều nó ghé mua, mình cũng lời được 10 triệu. Lời quá rồi. Chị ơi, chị suy nghĩ gì mà lâu quá vậy? Không bán được thì trả hàng cho tôi đi, tôi cần đi gấp. Được, tôi mua. Là đâu phải con cháu gì của cô phải không? Lúc đầu cô nói con cháu lâu ngày gặp lại mà tôi thấy mua bán cái này kia nọ là tôi nghi rồi. Anh ơi, bác ơi, rồi bác ơi của em rồi, giờ sao giờ? Đi báo chính quyền đi. Báo rồi. Đó, lần này rút kinh nghiệm nha, lần sau chừa đó. Không phân biệt cái hàng nào hàng thiệt, hàng nào hàng giả thì đừng có lấy về bán. Hai nữa là cái này nhà nước người ta đang cấm nè. Khách người ta mua đó, tiền mất tật mang, phải không? Chưa tới chính quyền người ta phát hiện được đó, là cô cũng không có yên đâu. Anh Hai. Ủa, cô Hồng mới tới hả? Dạ. Còn uống nước cô? Dạ. Nước đi, đâu đây? Dạ. Cảm ơn anh. Sao, qua đây có chuyện gì không? Em qua em gửi cái tiền mật giả cho anh Thánh Tàng. Bắt được cái bọn lừa đảo rồi hả? Dạ, bắt được rồi. Bởi vì em mới có tiền gửi trả cho nó đó. Bởi vì tôi nói cô, cái bọn lừa đảo bây giờ nó tinh vi lắm nghe. Nó hay vô cái nông thôn này nè. Nó thấy bà con nông dân mình á, thật thà chân chất. Nó lừa gạt đủ thứ chuyện hết trơn. Như cô á, cô đã bị lừa đảo rồi. Thì giờ cô rút kinh nghiệm, rồi đi đâu đó gặp bà con mình thông báo cho bà con mình biết để người ta tránh. Dạ, em biết rồi. Cũng may á, bắt được chứ thiệt á, em mất tiền này không biết lấy tiền đâu rồi, xoay sở với hàng họ buôn bán nữa. Lời lớn đâu có nhiều anh biết rồi đó. Mà
bởi vì cái tụi này nó ác lắm. Dạ. Không biết bà con nông dân mình đâu có tiền nhiều đâu, người có nhiêu tiền nó lừa đảo người ta hết tiền khổ. Uống nước đi. Dạ. Lúc kinh nghiệm nha. Cảm ơn anh Hai. Trời Phật ơi, người ta mà nó làm gì nó nhốt ở trong này giống như nhốt khỉ vậy. Vậy đi con. Vậy coi. Trời Phật ơi. Con chào ông. Đứa má đâu nằm đây? Ba ơi, vô nói nghe nè. Chào anh Hai. Tôi vô trọng tôi lụm mấy cái đồ chai chai chứ không có cắm trộm gì đâu nha. Tôi không có nghĩ chuyện đó đâu. Nhỏ con anh hả? Dạ. Dạ con tên Ân. Anh Ân hả? Dạ. Gái đẹp quá nè. Mặt mày cái y như con mèo á. Môi mỏ gì tím điểm hết trơn hả? Rồi sao đi làm mà không để nó ở nhà mà kéo theo chi cho nắng mưa con nhỏ tội nghiệp vậy nè. Dạ, ở nhà có hai cho con à. Mà sớm tôi đi á, tối mới về. Nó còn nhỏ để ở nhà không yên tâm. Bà đâu? Dạ, bà mất lâu rồi anh ơi. Nhanh nhanh ta chút đi con. Trời chiều rồi đó. Dạ. Lỡ người ta tới sớm hơn rồi mình làm không kịp á. Dạ. Con gọt hết cái củ này là con đem vô con hầm liền á má ơi. Ừ. Mà con bắt con gà lên luộc chưa? Dạ rồi. 15 phút nữa là chín tới á. Để coi còn thiếu gì nữa không ta. Ủa mà má. Ừ. Ông khách này là ông nào mà sao má mới quýnh quán gọi con qua đây dữ vậy? Má cũng chưa biết là ai nữa. Nay tía có bạn qua chơi nữa ha. Ờ, hồi nào tới giờ á, tía con ít bạn lắm. Mà bữa nay á, là mời người khách này về ăn cơm. Má nghĩ á, là chắc người này cũng đặc biệt lắm á. Nhanh nhanh tay đi con. Dạ. Ủa nay sao tự dưng tía dọn nhà vậy má? Làm gì vậy kìa? Ở đâu mà lôi ra mấy cái thứ đó vậy? Làm gì trời? Anh Hai ơi! Anh Hai! Ủa? Anh? À, chào chị. À, anh kiếm ông nhà tôi hả? Dạ, tôi kêu ông Hai. Ờ, ông ở trong nhà. Ủa, mà anh là ai? Kiếm ổng có chuyện gì không? Dạ, tôi... Vô đây chú ba ơi. Ông Hai nói tôi tới đây ông cho mới đồ. Ừ, vô đây. Mời anh vô. Dạ, cảm ơn đi chị. Vô đây, dạ. Ủa, bé ăn đâu? Dạ, nó ngồi ngoài xe ba gác ngoài kia kìa. Trời đất ơi, sao dẫn nó vô? Dạ, tôi vô xin mấy cái chai của anh Hai xong tôi về liền mà. Đâu được, ở lại ăn cơm với tôi chứ. Chuẩn bị xong hết rồi. Bà Tư ơi, cơm nước xong chưa? Xong rồi. Chưa, sắp xong. Chút xíu nữa xong liền, tôi dọn nghe. Nhai, để dẫn em vô con. Chào cô. Chào con. Sao con ngồi ở đây vậy? Dạ, tía con vô nói chuyện với ông rồi. Con có mệt không? Dạ,
Trời ơi, dơ hết rồi nè. Con có đói bụng không? Dạ có. Vậy bây giờ cô dẫn con vô nhà kiếm gì cho con ăn ha. Dạ. Em thấy tội cho con bé Ân quá à. Nó mất mẹ từ nhỏ, bây giờ phải theo cha đi ngoài trời miết à, rồi gian nắm dầm mưa. Anh ạ, à, em lo con bé nó lỡ nó. Em á, bây giờ mình chỉ mong sao cho hai cha con chú ấy á khỏe mạnh là được rồi. Tại vì cuộc đời này không ai giống ai đâu. Hay là bây giờ anh á, anh chạy ra sau nhà anh kiếm ba cái gì mà mình không xài nữa, cái mình gom mình cho chú ấy nha. Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Nè, ông ăn bánh đi. Thím Chính gửi cho mình làm quà đó. Bà để đó đi. Sao tôi thấy ông trầm tư dữ vậy? Bộ ông đang suy nghĩ gì hả? Tôi suy nghĩ mà đắm lo cho cha con với trai. Giờ này không biết làm sao. Giờ này á, chắc tía con ổng cũng về rồi. Ông đừng lo lắng quá. Ổng thì tôi không có lo, mà lo là lo cho con bé tội nghiệp mới bé lớn mắc cái bệnh tim rồi. Mà sao ông biết nó bị bệnh tim? Dòm cái biết rồi, cái môi lúc nào cũng tái ngắt, thở thì cà hước, lúc nào thở cũng khò khè là biết nó bị tim rồi. Người sức khổ quá trời. Bé ăn. Dạ. Đi từ từ con, mệt đó con. Dạ. Bé ơi, hôm qua trời mưa cho nên hôm nay mát nghe tía. Trời nắng giờ nhẹ nhẹ con, chứ còn chưa là nắng đổ lửa luôn á. Thôi đổ nóng ngay cho nó chắc ăn. Dạ. Bệnh đó nha. Đây. Giỏi. À, bên đây nó chị tía. À, để tí lập, để tí lập, để tí lập. Trời ơi, đi là tía, cảm ơn con. Dạ. Nhiều quá. Ở đây nhiều quá tía ơi. Ừ. Qua chắc người ta ăn tiệc cái sao chỗ này, sao mà chỗ này người ta dùng chai quá trời luôn nè. Giỏi chai rồi, ca rồi. Quá trời luôn. Hôm nay mà lụm được nhiều vậy bé ăn có vui không? Dạ vui. Tí mà kiếm được nhiều tiền tí chữa bệnh cho con nha. Con gái của tí mà, tí làm để tí dành dụm tiền để chữa bệnh cho con gái yêu của tí á. Ông nè, đâu ủa sao ông còn đứng đây chờ ông nãy giờ mà sao ông thấy ông đi ngang đây nè. Ờ kỳ ha, mấy bữa giờ này là ông đi ngang qua đây rồi đó. Bởi vậy thôi để đây đi, giờ nào ông đi ngang đây ông thấy ông lấy để tôi lộn vòng vô có gặp ông không. Thôi đi đi.
lại. Đêm nay con, đêm nay thôi, con ơi, con đừng làm biết sợ con ơi. Gì vậy chú Tiến? Chú Tiến sao vậy? Cứu con tôi, cứu con tôi. Lên xe con chở đi. Cảm ơn chú. Con ơi, con ơi, con sao vậy? Mình lên đi con. Con Đâu sao rồi? Bác sĩ nói là giờ phải chăm sóc cho con bé Ân nó hồi phục sức khỏe lại đi. Hồi phục xong là tiến hành phẫu thuật liền luôn. Còn nếu không mà để lâu quá là nguy hiểm lắm chú hai. Tiền đâu có vậy ta? Ủa bà còn số điện thoại Chánh không bà? Chánh nào? Chánh trại heo hả? Ừ. Ờ còn, chờ tôi chút nghe. Đây nè. Chi vậy? Bà điện bà hỏi nó giùm tôi bên nó có công việc nào mà nhẹ nhàng đừng có làm nặng nề quá không? Chi vậy? Giới thiệu cho ông Tiến hôm qua ông làm. Chứ để ông đi lụm ba cái ve chai hoài, công việc nó không có ổn định. Ờ, vậy tôi bấm rồi ông nghe nha. Ừ. Nè, đổ chuông rồi nè, nghe đi. Alo, Chánh hả? Chú Hai Lúa nè. Bé Ân ơi, bà phải làm gì để có tiền chữa bệnh cho con đó? Nếu như mà con có mệnh hệ gì, làm sao bà sống nổi? Alo, em nghe anh Hai ơi. Cái chuyện chú Hai ổng nhờ con giúp giùm chú Hai đó, tới đâu rồi? Dạ, cái chuyện hồi bữa phải nói chú nói là chú Tiến này phải không chú? Ừ, chú này nè. Dạ. Thấy vậy đó, chú kỹ lưỡng lắm, làm việc có tâm lắm. Dạ. Chứ trung thành lắm, tin chú Hai đi, chú Hai nhìn người không có lầm đâu. Nếu chú đã nói như vậy á, con sẽ nhận chú Tiến lại làm công việc luôn. Vậy hả? Dạ. Chú không có lơ là trong công việc cho chú Tiến. Chú yên tâm đi. Một khi mà tôi nhận công việc rồi á, là tôi làm việc rất là nghiêm chỉnh. Được anh Hai đây á, giới thiệu á, tôi chưa có đền ơn cho ảnh hết á, vì làm sao tôi dám làm phật lòng ảnh. Thôi cố gắng nha, làm công việc cho nó tốt ha. Bây giờ có công ăn việc làm rồi đó. Dạ. Ổn định rồi đó nha. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ, không có gì đâu chú Hai. Chú Hai coi đó, ngày đầu tiên đi làm á chú Hai, ông bị té gãy chân gì đó, giờ làm sao lấy tiền đâu mà điều trị cái chân gãy cho ổng hả chú Hai? Chắc cũng xui rủi thôi, chứ ổng cũng không có muốn vậy đâu. Thì bây giờ khả năng mày lo cho ổng được bao nhiêu thì lo. Thì chú Hai cũng biết con mà chú Hai, ổng được voi đòi tiên, được cái này đòi cái kia nữa chú Hai. Ủa ông đòi gì nữa? Ổng nói với con á, không cần điều trị chân cho ổng, lấy hết số tiền đó điều trị tim cho bé Ân. Thì chắc ông tính để cái chân ổng gãy luôn, cho què luôn, để dành tiền mổ tim cho con ổng chứ gì. Làm con khó xử muốn chết đi được. Số tiền mà điều trị cái chân gãy cho ổng thì con có, còn số tiền mà lo trị bệnh cho bé Ân gấp mấy lần như vậy đó chú, con làm sao có được. Thôi vậy vậy nè, chú Hai hứa với con đó, con lo được bao nhiêu con lo, còn bao nhiêu đó chú Hai chịu trách nhiệm. Chú Hai cho nó mớ, chú Hai vận động bà con trong xảo lá mình nè, một người cho nó ít đó để cứu nó. Vậy thì tốt quá đó chú này. Lúc khó khăn này nè mới thể hiện được cái tình làng nghĩa xóm, tương thân thương ái, lá lành đùm lá rách. Được nhiêu anh? Tổng thể á được 13 triệu.
có 13 triệu thôi hả? Là sao ta? Anh, hay là giờ vậy mình bán sớm lứa heo này được không? Không được em, tại vì heo chưa đủ ký thì thịt nó không có chắc. Bây giờ mình bán chưa chắc ai mua, mà người ta có mua thì ép giá lắm. Vậy thôi, giờ anh đem tiền qua đưa cho Tía trước đi, rồi từ từ mình tính. Em à, yên tâm đi, cái chuyện gì á cũng có cách giải quyết hết, em đừng có lo quá. Dạ, anh chị cứ đem qua đây đi ha, rồi em gửi cho cha con bé Ân. Dạ, cảm ơn nhiều ạ. Dạ, chào 3 triệu. Vô bao nhiêu? 8 triệu. Cô Hồng. À, chị Tư. Được như được cô. Ừ, cũng tạm tạm chị. Nè, chị coi nè. Đó. Ờ nè, vợ chồng tôi được nhiêu nè? 3 triệu hả chị? Còn thiếu nhiều lắm chị. Ừ, nhưng đây đâu có đủ đâu. Dĩ An. Để chiều chiều anh về lấy cho. Đang chạy chở dây chai của chú Tiến đi bán giùm. Thôi nghe, đừng gọi nữa, đang chạy xe. Rồi. Luôn của ông Tám đó, là được nhiêu tiền rồi bà? Được chẳng 20 ông à. Có bao nhiêu đó thôi hả? Tôi cũng cố gắng hết sức rồi đó, mới gom được có nhiêu đó đó. Tội nghiệp con nhỏ, mới bị lớn mà mang cái bệnh ngặt nghèo thiệt chứ. Ai điện đi? Alo. Chú hai, con huy động được mấy ông buôn lớn, có đủ điều kiện chữa chân cho ông Tiến và phẫu thuật cho bé Ân rồi. Vậy đó hả? Ông ơi, con về rồi nè. Ông. Khỏe rồi hả ông con? Dạ. Ông chúc bé Ân phẫu thuật thành công nha. Đây, tặng bong bóng. Cảm ơn. Ừ. Nhẹ nhẹ con, đừng làm quá nha. Đó, từ từ thôi. Ráng khỏe nha con. Dạ. Khỏe rồi ông cho đi học nha. Dạ. con nuôi. Dạ, con thấy bé Ân nó cũng dễ thương, nên vợ chồng con xin phép tía má cho phép tụi con nhận bé Ân làm con nuôi của tụi con. Dạ, con mong tía má đồng ý. Con với anh Bảy cũng đã mở lời với chú Tiến rồi. Chú nói chú mang ơn nhà mình lắm. Con bé Ân nó sống được tới giờ này là cũng nhờ tía má hết. Bộ nói vậy là hai đứa tính không sanh nữa đó hả? Dạ sanh chứ má. Sao không sanh đi, không sanh tôi kêu má mày sanh à? Dạ, cái này chắc để từ từ á tía má. Dạ, vậy từ từ nha tía má. Tía thấy ông Tiến á, ông làm cái nghề đó cũng khổ, cũng vất vả, đi lụm ba dây chai, rồi thời gian ở đâu mà dạy dỗ nhỏ, rồi nuôi nấng, rồi tiền bạc cho nó ăn học, vợ chồng phải tính sao đó, cho nó tiện thì quay cái tính đi. Nói vậy là tía chấp nhận hả tía? Thì hai đứa đó có thêm con, thì tao với má mày có thêm cháu, nhà đông người vui, chứ có gì đâu, nhận chứ không nhận. Dạ, cảm ơn tía má. Cảm ơn tía má. Vậy hả bà? Không, bà đẻ đứa nữa đi. Cô Hồng ơi, chàng ơi, quán xá gì đâu mà chủ đâu mất tiêu gì cả. Cô Hồng ơi, cô Hồng. Ai đó? Tôi nè. Ủa, chị Tư.
em đi còn xài. Trời ơi, buôn bán cái gì mà cứ bỏ quán trong lời trong lóc vậy? Ăn miếng chị. Ngon quá. Sao không đưa cháu ngoại qua đây chơi? À, nó ngủ rồi. Còn đứa nữa. À, con bé Ân đó hả? Ừ. Nó về nhà ông nội nó chơi rồi. Hồi trưa á, hai vợ chồng bảy á, dẫn nó về bên anh Xu tôi chơi bển á. Công nhận hai vợ chồng chị sướng thiệt á. Tự nhiên có thêm đứa cháu nữa. Ừ, con bé nó dễ thương lắm cô. Nó ngoan lắm. Ừ, bữa nào rảnh rảnh ẵm qua chơi với em nha. Chà, con bé Ân bây giờ á, nó là con là cháu của cả cái xóm này nè. Nếu mà cô muốn đưa về nhà cô chơi á, là phải sắp lịch trước đó à nghe. Nước đi, tự nhiên nghe. Dạ, dạ, cảm ơn này. Con bé thấy dễ thương quá ha. Làm quen nhanh thiệt nghe. Nay nhà này, mai nhà nọ. Trời đất ơi, có nó cũng vui. Dạ, thiệt tình á, tôi cảm ơn hai rất là nhiều. Không biết lấy gì đền đáp. Trời đất ơi, cái đó của nhiều người, chứ đâu phải mình tôi. Người góp lợi ích. Thôi giờ tôi về mặn thêm. Tôi gửi gắm bé cho Na dạy dỗ thêm. Tính mận gì? Tiếp tục đi mua dê chay nữa hả? Dạ không có. Ở gần nhà có cái công trình nhỏ. Tôi mới xin được cái chân phụ hồ. À, làm phụ hồ á? Dạ. Làm ở đó cực lắm mà nghe. Làm nổi không? Dạ cực mấy tôi cũng làm được anh hai. Rồi giờ tôi xin phép anh hai tôi về nha anh hai nha. Ừ, cố gắng nghe. Dạ cảm ơn anh hai. Thấy tội nghiệp, người thì khổ, sao khổ quá trời. Khả năng mình giúp được tới đây thôi chứ sao. Ông ơi, ông đang làm gì vậy ông? Ông đang tỉa kiển nè, tỉa bông nè, cho nó đẹp. Đó, ông thấy không? Dạ đẹp. Thì ra vì sao là về nhà ông hai ở là kêu ông hai bà ông nội nha. Dạ. Ông hai nuôi cho con tới lớn nha. Dạ. Cho ăn học đàng hoàng. Thích nghề gì? Dạ con thích nghề diễn viên. Diễn viên phải không? Dạ. Rồi học đi, học cho biết chữ đi, rồi đi học diễn viên ha. Dạ. Rồi sau này làm diễn viên nổi tiếng à, nuôi lại ông nội nha. Dạ. Nè đó. Dạ. À, cho cái bông nè thấy không? Đẹp quá ông ơi. Con cảm ơn ông nội. Ừ giỏi. Mới đi học về hả? Vô ăn cơm đi, ăn cơm anh hai nấu rồi. Thôi anh hai, anh hai cần tiền không? Gì đây? Thì để em mua đồ dùng học tập. Đồ dùng học tập hả? Nhiều lắm? 200. Mắc vậy? Mắc hả? Vậy thôi em xài kém bé cha cũng được. Ê khoan khoan, mắc thì mắc nhưng mà mua đồ học tập thì phải mua chứ, không xài ké đâu hoài sao được. 200 hả? Đúng rồi. Nè nhớ là mua đồ dùng học tập đó nghe. Dạ. Cái bụng quá, em vô em ăn đây. Trời. Cảm ơn hai nha. Trời ơi, nhỏ này. Thôi kệ chứ, kiểu nó ham học là được rồi. Anh hai ơi. Ơi. Cái điện thoại của anh hai hai để đâu vậy? Anh để trên chỗ cái kệ kế bên cái khay đồ nghề đó. Ủa chi vậy? Dạ em lên YouTube coi xí. Ờ
Alo, Trang hả? Tôi An nè. Tôi mua được cây son rồi đó. Ờ, cũng được. Để bây giờ tôi thoa thử coi mẫu như thế nào. Cái rồi á, lát nữa gặp tôi thoa cho ha. Ừ, để tôi soi cho bà. Bà mua bà bấm coi. Xinh quá à. Màu này đẹp thiệt á. Đúng rồi. Màu này nghe nói khó mua lắm á. Sao bà mua được vậy? Thì nhờ bạn mua. Ai vậy? Bạn xã hội. Trang không có biết đâu. Mà bao nhiêu tiền một cây vậy? Ừ, 150 một cây. Ê, mà đem lớp cho tụi con mi tức chơi. Đúng rồi, phải đem lên chứ. Ai bị hôm bữa dám chọc qua tụi mình cái vụ chơi xong móng tay ha. Selfie tiếp, selfie tiếp. Xinh quá nè. Ủa ngoại, ba ăn đi đâu rồi? Mới đi học về, quăng cặp đó rồi đi mất tiêu rồi. Nhỏ này, sao có gậy đi học về là không thấy mặt mũi đâu hết trơn á. Tèo nè, đôn rài ngoại thấy con bé An nó kỳ kỳ đó nghe. Kỳ là kỳ sao ngoại? Thì ngoại thấy nó nói chuyện với bạn nó toàn là bàn tới ba cái vụ mận đẹp không à. Ừ. Trời ơi, chắc ngoại nghe lộn rồi đó. Chứ nó con nít còn nhỏ xíu mà làm đẹp làm gì? Thì nó là con nít nên ngoại mới nói. Con chỉ có một đứa em gái à, con phải quan tâm để ý tới nó nghe không? Chứ không thôi, nó cứ xe xua đua đòi với bạn bè, rồi không có lo học hành gì hết đó. Dạ, ngoại yên tâm đi. Anh hai. Mới đi đâu vậy đó? Em qua nhà con nhỏ Trang chơi. Sao mà anh đỡ ngầu vậy? Anh đang bực mình á. Ai làm ăn bực? Hay là bữa nay tìm số xe bị ế? Em làm anh bực em còn hỏi nữa hả? Em đâu có làm gì đâu. Giờ anh hỏi em nè. Hôm bữa em xin anh 200 ngàn đi mua đồ dùng học tập. Đâu rồi? Đem ra đây cho anh coi. Em cho nhỏ Trang mượn rồi. Hôm bữa em nói với anh là nhỏ Trang có trước em. Em còn tính xài ké của nó nữa mà. Thì nó thích thì nó mượn. Nó hỏi mượn em thì em cho. Em đừng có nói láo. Anh hỏi bạn của em rồi. Không có cái chuyện đi mua đồ dùng học tập gì hết á. Em xin tiền của anh đi mua cái này đúng không? Sao anh hai lục cặp của em? Anh biết lục cặp của em là anh xâm phạm quyền riêng tư của em không hả? Em còn nhỏ quyền riêng tư gì? Không lẽ chỉ có người lớn mới có quyền riêng tư thôi sao? Nhưng mà anh là anh hai của em. Anh có quyền biết em đang làm gì. Nếu anh không lục cặp của em, làm sao anh biết em xin tiền của anh để mua mấy đồ linh tinh này? Linh tinh gì mà linh tinh? Sao thôi mà. Nhưng mà em còn nhỏ, không có được xài mấy này. Anh hai coi nè, trên cây sao có ghi bao nhiêu tuổi mới không được xài không? Anh nói không là không. Từ đây trở về sau, anh cấm em xài mấy thứ này, biết chưa? Đồ đáng ghét. Anh không cần biết. Nói tóm lại, từ đây trở về sau anh không cho em tiền xài nữa. Và đi học xong phải về nhà liền. Không, không, không. Sao con bị em học hết trơn vậy? Em chán lắm rồi. Em ghét anh hai. Đi đâu hả? Em không muốn nhìn mặt anh hai nữa.
đừng về nữa. Sao giờ này bé ăn cũng chưa về nữa hả con? Kệ nó đi ngoại ơi, lát nó về cái gì. Còn nói vậy mà nói được, để ngoài đi kiếm nó. Thôi, ngoài ngồi đi. Nó giận lẫy, nó đi chút xíu, lát đói bụng tự về giờ. Trời ơi, mới bị lớn bị đặt làm eo, làm sách đồ. Con cũng kỳ nữa, chỉ có một đứa em gái à. Cái gì cũng từ từ mà dạy nó. Hở chút la rầy, hở chút la rầy. Bây giờ nó đi rồi đó. Trời ơi, ngoại không biết á, chứ nó sai. Con la nó mà nó không nhịn con tiếng nào luôn á. Trải lời son sổn, nó còn nhỏ, măng non không uống, mốt che già sao uống. Thôi, hai đứa tụi bay cứ như chó với mèo hà. Để mùa hồi con nhỏ về, rồi ngoại dạy nó. Ngoại chiều riết nó hư, để con dạy cho. Mẹ ăn đi ngoại. Ăn cái gì nổi nữa mà ăn. Dám đuổi mình đi hả? Lần này á, mình đi thiệt luôn cho biết. Tèo, thấy em không con? Con đi hết sẹo lá rồi mà không thấy em ở đâu chứ ngoài ơi. An ơi, trời tối như vậy con ở đâu? Nó bỏ đi con tưởng đâu rồi, nó giận lẫy nó đi một chút rồi nó về. Ai dè đâu đi tới giờ này chưa về nữa. Ngoại chỉ sợ có chuyện gì không hay tới với nó thôi. Thôi ngoài, ngoài đừng nói gì xui rủi ngoài. Giờ ngoài đừng khóc nữa. Ngoài ở nhà đi, ngoài nghỉ ngơi, ngoài đừng có suy nghĩ gì. Để con đi kiếm em nữa nghe ngoài. Đừng khóc nữa nghe ngoài. An ơi là An, con có đâu đi về với ngoại đi con ơi. An ơi An, An ơi, An ơi An, về với anh với bà ngoại đi An ơi. Em đâu rồi An? An ơi! An! Dì Tư ráng giữ sức khỏe nghe. Đừng có lo quá rồi sanh bệnh đó. Làm sao mà không lo được hả Tiên? Con bé An nó cứ bật vô âm tính như vậy. Thì chánh quyền á, họ cũng đang đi tìm. Rồi bà con xóm mình á cũng đang đi kiếm bé An đó, chắc chắn sẽ tìm ra nó thôi à. Con bé An nó mà có mệnh hệ gì, làm sao mà tôi sống nổi đây? Dì Tư, dì Tư, dì Tư đừng có nói gỡ không có nên. Dì Tư à, dì Tư phải có niềm tin chứ ha. Tại vì tôi nghe nói có một nhóm người bắt cóc, tôi sợ bé An nó bị. Không có đâu. Con bé An mình á, nó lanh lợi lắm, không có dễ bị người ta dụ đâu. Dì Tư đừng có lo. Sao nó vẫn chưa về? Xã hội có tìm được tâm tích chuyện bé An chưa? Chú Hai, chú Hai ngồi. Con đi kiếm hết trơn luôn rồi, giờ không biết đường nào kiếm mấy em con nữa. Đi hôm qua nay chứ ít ỏi gì đâu. Thiệt, ngoại con ở nhà ngoại khóc hoài luôn á. Con sợ ngoại con mà đổ bệnh nhà con rối thêm nữa. Đây cũng là bài học suốt đời cho mày đó nha. Con bé An á, nó mới lớn, nó chưa có hiểu biết gì hết á. Cái gì cái mình dạy dỗ nó dạy từ từ, nó ngon nó ngọt cho nó mới nghe. Chứ
chứ mày la mày hét kiểu đó nó sợ, nó bỏ nhà nó đi. Con không biết lỗi của con. Giờ con giấy trời giấy Phật sao cho em con nó về nhà bình an. Tao thấy bà Lít á, nó hay chụp hình nó đăng lên Facebook đó. Nó mà nhờ nó coi, đăng lên Facebook, lên mạng cái gì đó rồi nhờ người ta tìm kiếm giùm. Đúng rồi, đúng rồi. Giờ có cách gì con phải xài hết để con kiếm em con mới được. Ôi, bác Hai kìa, tới kìa, phải nhắc bé An mà nó tới liền được gì đỡ biết mấy. Bác Hai cũng lại hỏi thăm vụ bé An hả bác Hai? Ê, đó. Ê, tin tức sao rồi Tèo? Rồi luôn. Kiểu này lành ít dữ nhiều rồi. Trời đất ơi, Ba Lít mày đừng có hù tao nữa, Ba Lít. Ủa mày ăn nói gì vậy Ba Lít? Đâu mà sáng xả vô nói câu vô duyên vậy? Lành ít dữ nhiều là sao? Thì đi mà thấy không về là đi kiếm quá trời luôn, không thấy thì con nói lành ít dữ nhiều thôi. Biết đâu nó đi chơi tới nhà bạn bè nó, hoặc là nó đi lạc vòng vòng đâu đây chứ. Nó đang rối mày tới đi mày còn bắn mấy cái tin tào lao vô không à. Con nói thiệt, chứ bây giờ nó đi vậy á thì cha mẹ của bạn bè nó cũng phải gọi cho mình hay à. Có khi nào bị bắt cóc không? Mấy cái thằng buôn bán nội tạng á. Trời ơi, nó mổ bụng ra, nó mồi tim, lấy gan, lấy phổi. Trời ơi, nói tới nổi da gà luôn á. Ba Lít! Trời ơi trời, chưa thấy cái thằng nào mà vô duyên như mày. Gia đình của người ta đang rối, mà lỡ để mày suy diễn ở đâu ra mà thấy ấn như Ba Lít. Dạ chắc không có đâu, chắc con coi phim nhiều quá rồi con bị ảo tưởng thôi. Không có đâu Tèo. Dạ alo. Dạ cô thấy em con hả? Hả? Gì? Dạ ở đâu cô? Dạ dạ dạ. Gì đấy con tới liền dạ. Sao rồi? Chú Hai ơi, con người nó thấy em con chú Hai ơi. Đi con chạy qua bển liền hả chú Hai? Đi 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 đi. Ủa, bác Hai. Gì? Bác Hai đâu vậy? Về nhà tao chứ đâu. Con mày ở đây coi chuyện nhà cho thằng Tèo đi. Gì ở cũng hỏi. Sao tự nhiên rảnh gì trời? Con An đâu? Con An đâu? An ơi, con đi đâu mà sao không về nhà? Về với ngoại đi con. Ngoại, ngoại. Giờ mình gọi điện báo cho má con hay được không ngoại? Báo cho má mày biết thì được cái gì chứ. Quan trọng là kiếm cho được con nhỏ về để đẻ. Con hiểu không? Ngoài, ngoài đừng khóc nữa. Ngoài, ngoài để con dùng nấu miếng cháo cho ngoài ăn nha ngoài. Ngủ sao nổi mà ăn con miếng nữa. Ngoài ơi, ngoài gắng ăn tí xíu cháo đi. Chứ giờ ngoài nhịn đói điếc. Ngoài mà có chuyện gì con còn rối thêm con biết tính sao đâu ngoài. Nha ngoài, chuyện bé ăn để từ từ con tính. Giờ con về ngoài vô nghỉ nha ngoài. Đi ngoài.
phê nè, tao mua bên bà Hồng đó. Uống cho nó tỉnh táo đi, rồi suy nghĩ tìm cách để mà đi tìm con nhỏ chứ. Bây giờ mày ngồi đây hoài có được ở đâu. Con cảm ơn chú Hai. Thiệt tình cũng may không. Tới giờ này sao con cứ nghĩ tới cái hướng như Ba Lít nói, chắc lành ít dữ nhiều rồi chú Hai ơi. Thôi thôi, mày đừng có nghe lời thằng Ba Lít. Cái miệng ăn mắm ăn muối nói tầm bậy tầm bạ không à. Hơi nào mà nghe nó. Chứ từ hồi đăng tin lên trên Facebook nhà người ta tìm giùm á, mà cũng không thấy em con đâu. Còn nước còn tát. Mình đã nhờ chính quyền địa phương người ta tìm tiếp mình rồi, đăng lên mạng rồi, bà con cả xóm này người ta cũng đi kiếm. Bây giờ mình tiếp tục đi kiếm, kiếm chừng nào được bé em mới thôi. Dạ. Dạ không phải hả cô? Dạ dạ. Ngoài ngoài ơi, con nhỏ nó đi đâu? An ơi, biết kiếm con ở đâu bây giờ trời ạ? Ngoài ơi, giờ sao giờ ngoài? Mày đừng có hỏi nữa mà. Dạ dạ alo. Dạ dạ dạ, em con tên An. Dạ dạ không phải, con cảm ơn. Trời ơi trời ơi, bây giờ biết kiếm nó ở đâu đây giờ? Alo Ba Lít ơi, có tin gì không mày? Có thì cho tao hay chứ nghe. Mày ơi, mày ơi, chúng tư ơi, con đây nè chú Hai ơi. Trời đất ơi, con bé An đây nè. Trời. Bé An về rồi được rồi. Ôi là con, mấy ngày nay con đi đâu, con ở đâu? Con biết cả làng cả xóm đi kiếm con, bà ngoại đi kiếm con, anh Hai đi kiếm con, không có không, con đi đâu? Được rồi. An ơi, em có sao không? Sao mặt mày em tái mét vậy? Ngoại, ngoại đừng có la con, anh Hai đừng có la em. Đi vô nhà đi, rồi tôi kể cho mà nghe. Đi vô dạ, nhà con. Vô, anh Hai dắt em vô. Dẫn em đi từ từ. Đi. Bà này bữa nay tự nhiên chở trứng đòi uống sữa, kêu đi mua sữa. Thiệt ngộ chứ. Trời đất ơi, con bé An. Bé An. Trời đất ơi, bé An. Sao nè con, ngồi dưới khói, ngồi dưới khói. Ráng coi, nè nè, nè. Sao nè, ông Hai nè, ông Hai nè. Nè, tỉnh rồi coi, tỉnh lại, tỉnh lại. Yến cho thằng Tèo mới được. Thiệt tình chứ. Ông Hai cho uống sữa nha, tỉnh rồi đi. Nè, uống sữa đó con, uống sữa vô. Khỏe chưa, tỉnh chưa? Trời đất ơi, tao nói cũng có khiến nha. Mới sáng sớm bà tự mang bà sai tao đi mua sữa. Đi dọc đường mới gặp bé An nằm xảy lai đó. Em biết em bỏ đi vậy á, cả nhà ai cũng lo cho em không? Anh với bà ngoại đi kiếm em quá trời luôn. Ngoại lo cho em mà ngoại muốn bệnh luôn rồi kìa. Bà xin lỗi ngoại, em xin lỗi anh Hai. Không sao, về tới nhà như vậy là tốt rồi. Lần sau con đừng có như vậy nữa nghe không? Dạ. Anh Hai cũng xin lỗi em. Tại bữa đó anh Hai nóng quá cho nên anh Hai mới la em dữ vậy á. Anh Hai la em là đúng rồi. Tại em hư, em không nghe lời bà ngoại với anh Hai. Anh Hai thương con nên mới la rầy con.
con phải ngoan nghe lời anh hai. Hứa chứ bà ngoại với anh nghe không? Dạ, con hứa là con sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngoại với anh hai. Anh hai cũng hứa với em, mốt có chuyện gì thì từ từ nói, không có la em dữ vậy nữa. Rồi, nó về được tới nhà nguyên vẹn là tốt rồi, là mừng rồi. Dạ, trong sự cũng là nhờ chú hai hết trơn á. Gia đình tôi đội ơn chú hai nhiều lắm. Trời ơi, có gì đâu xím ơi. Bữa nay làm kiểm tra được không? Ờ, được. Ê, hôm qua tôi mới đi ngang qua shop kia kìa, thấy người ta bán cái áo đẹp lắm á. Ê, mà chắc lát nữa tôi về á, tôi phải kêu má tôi mua cho tôi một cái mới được. Mà bà mua chung với tôi luôn đi, cho hai đứa mặc đồ giống nhau. Thôi, tôi không có mua đâu. Bà mua đi. Tụi con mới có rồi đó. Kệ tụi nó, có liên quan gì đến mình đâu. Bà không thích hả? Không phải là không thích, mà tại vì á, má với anh hai tôi kiếm tiền cực khổ lắm. Bà ngoại còn nói với tôi á, là họ còn nhỏ, không có nên đua đòi. Vậy hả? Vậy nếu bà không mua, tôi cũng không mua luôn đâu. Ừ, đúng rồi đó. Bây giờ tụi mình về kiếm cái khác chơi, hen. Ừ, đi. Tôi Kim Thành nghe. Anh Thành ơi, cái lô đất tôi bàn với anh có lấy không? Để tôi bán cho người khác nữa. Có, tất nhiên là tôi sẽ lấy. Mà hiện tại thì tôi chưa có đủ tiền. Anh ráng cho tôi vài ngày nữa được không? Ờ, vậy thì chờ lô sau đi ha. Alo, alo. Alo, hai ngày nữa tôi sẽ chọc đủ tiền cho anh. Vậy nha. Muốn làm giàu phải có gan chứ. Anh hai về sớm nghe. Biết rồi. Ở nhà nhớ coi chừng nhà, đừng có đi đâu nghe. Dạ. Số này là quắc ta. Dạ alo. Tài đẹp trai chạy sơm xin nghe. Tài quá. Chú ba nè. Chú ba hả? Có gì đâu mà có bất ngờ. Lâu quá không có nói chuyện với chú ba đúng không? Dạ chú ba khỏe không chú? Ủa chú gọi con có gì không? Chú ba gọi cho con á để báo rằng ngày mai chú ba về quê. Ủa chú ba về có công chuyện hả? Thì tất nhiên là có công chuyện chú ba mới về chứ. Bây giờ vậy, ngày mai khi nào về gần tới chú điện con. Con ra bến xe đứa chú nha. Ai vậy anh hai? Chú ba mình. Chú ba? Chú ba nào? Chú ba em tía mình đó. Chú gọi nói mơ gì à? Về làm chi? Thôi, đi vô nhà coi chừng nhà đi. Nhiều chuyện à. Dạ. Trời Phật ơi, mày sáng sớm lại quán ta ngồi mặt mày bí xị như Lưu Bị thua đề vậy mày. Ngồi chơi chú hai. Quán cà phê người ta ngồi thì uống chứ chơi gì mày. Chuyện gì á? Chú hai, chú hai. Gì? Chú nhớ chú ba con không? Chú ba mày sao tao không nhớ? Nói sao? Sắp gì à? Chú ba mày về thì má mày không có nhà, thì mày tiếp đón cơm nước đàng hoàng vậy thôi chứ có gì đâu mà mày làm dữ vậy? Không phải, thì cái chuyện tiếp đón là con phải tiếp đón rồi. Nhưng mà lạ cái á, ngày xưa chú ba con là cự lộn với gia đình con quá trời luôn đó. Một cái từ luôn, nói là đi không bao giờ trở về nữa. Giờ cái tự nhiên gì à? Giận thì nói vậy thôi, chứ con người người ta cũng phải có quê hương xứ sở cho mày. Ta cũng phải về thăm mộ mã ông bà đó chứ. Chú ba nhớ không? À. Còn đây nè, đó. Ừ. Teo. Dạ. Sau bao năm á thì chú ba thấy quê hương mình cũng không có gì thay đổi hen. Trời ơi, chú thấy vậy chứ khác lắm chú, tại chú không để ý thôi. Bữa nay nói chuyện người lớn dữ ta. Chứ làm sao phải lớn lên chứ chú.
sao? Cái gì thay đổi á thì chú không biết, còn riêng cái nhà này á vẫn như cũ. Một cái điều cũ nát luôn chú ba. Càng cũ càng tốt. Hả? Là sao? Con có muốn theo chú ba lên Sài Gòn làm ăn không? Dạ không. Con có biết gì đâu lên trên làm. Thì không biết, chú chỉ cho con biết. Chuyên môn của chú là bất động sản mà. Chú dạy con làm bất động sản. Trời ơi, chú cứ con chạy xe ôm chở khách đồ này kia con còn làm được. Chứ bất động sản con cũng làm không được đâu chú ơi. Nam Nhi mà mình phải có chí hướng lớn chứ. Không lẽ con cứ muốn bám trụ ở cái đất này hoài sao được? Sao mình phát triển? Đúng rồi, con phải bám chứ. Tại vì tía má để lại cái nhà này cho con coi chừng mà. Con phải bám lại đây chứ đâu đi đâu được. Ê, cái này là chú ba cần đính chính lại nha. Ông bà nội để lại cái nhà này cho chú ba đứng tên, chứ không phải để lại cho tía má con. Con chào chú ba. Bé An đó hả? Dạ, em con. Này lớn dữ ha. Thôi chú ba đi vô trước. Anh đã chọn hợp tác với em thì em phải tin tưởng thằng em này chứ. Dạ. À, cái chuyện nhà anh, em nghĩ là anh nên sửa lại. Bây giờ em thấy nó cũ nát hết trơn rồi, anh phải sửa lại theo ý anh chứ. Mình mới có cuộc sống ổn định ở một làng quê yên tĩnh như thế này. Cái thủ tục đất đai á, thì anh yên tâm, em đứng tên mà. Em chỉ cần ra ký cái là xong. Rồi hồ sơ hoàn tất thì anh chỉ cần chia cho em một ít hoa hồng là được. Dạ, cảm ơn anh. À, Tèo, lại chú ba nói nghe nè. Dạ. Có gì không chú ba? Thật ra lần này chú ba về quê là có mục đích. Dạ. Chú ba muốn lấy lại tài sản. Hả? Tài sản gì chú ba lấy? Bây giờ con lớn rồi, chắc con cũng biết. Đất đai nhà cửa mà con đang ở là chú ba đứng tên. Bây giờ chú ba muốn bán nó. Thì cái chuyện miếng đất này chú ba đứng tên thì con biết. Nhưng mà... Sao? Bây giờ đã có người hỏi mua miếng đất này, giá gì chú ba không bán? Không được đâu chú ba ơi. Sao lại không được? Đất đai này là của ông bà để lại. Ông bà cho mình sao mình bán được? Chú ba nói con nghe nè. Đất này là đất của chú ba đứng tên, thì chú ba muốn bán lúc nào là chú ba bán. Chú ba, chú... Không có chú gì nữa hết. Chú thương mày chú mới nói nè. Bán xong chú cất cho mày một ngôi nhà đàng hoàng để hai anh em tụi bay ở. Cất ngay trong xóm này luôn. Xong rồi chú còn cho mày một số vốn để mày mở tiệm sửa xe hay là mày làm ăn gì đó tùy mày. Chú ba, chú có cho con bao nhiêu tiền con cũng không bán. Không là không. Nãy giờ tao nói chuyện nhỏ nhẹ với mày rồi nghe. Tao chưa thấy đứa cháu nào mà ăn nói hỗn hào như mày. Trước khi tía con mất, tía con có dặn: sống bám nhà, chết bám đất. Vậy thôi. Mày... Anh hai. Gì vậy? Ra đây làm chi? Thì em đi theo anh. Nè, ngồi đi. Cảm ơn anh hai. Em biết ngay mà, chú ba mà gì á là không có chuyện gì tốt đẹp đâu. Cái gì vậy? Em còn nhỏ, không có được ăn nói hỗn hào như vậy. Thì em đâu có hỗn đâu. Tại nào giờ chưa thấy mặt chú ba, nên bây giờ chú ba gì em không có thích. Không thích gì mà không thích. Em còn nhỏ có hiểu gì đâu. Anh hai, anh có bao giờ nghe câu một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao bao giờ chưa? Cái gì đây? Tính nói gì nữa đây bà cụ non? Thì anh em mình phải nghĩ cách để cho chú ba không có bán được đất.
cách gì là cách gì. Thì chú ba nói cũng đúng, đất đó chú ba đứng tên, anh em mình có quyền hạn gì đâu định đoạt. Thì mình không định đoạt được, nhưng nhất quyết cũng không để cho chú ba định đoạt được. Làm sao? Tao hỏi hai anh em tụi bay, cuốn sổ đỏ giấu ở đâu? Tao tìm hoài không gặp. Tèo, tao nói cho mày biết, khôn hồn thì giao cuốn sổ đỏ ra, nếu không thì đừng trách tao. Hai anh em tụi bay đừng hòng chiếm đoạt nó, tụi bay chưa đủ tuổi đâu. Anh hai, em có chút quà gửi anh hai lấy Thảo hen. Với lại em cũng có chút chuyện nhờ anh hai giúp đỡ cho em. Chuyện gì chú cứ nói đi, chuyện nào tôi giúp được tôi giúp liền. Thì anh hai cũng đã biết rồi, trước khi ba thằng Tèo mất á thì ảnh cũng gửi gắm thằng Tèo lại cho anh. Mà tôi cũng coi nó như con cháu trong nhà vậy thôi. Dạ thì bây giờ thằng Tèo á, nó đã coi anh giống như là cha, là chú, là trưởng bối trong nhà rồi. Chắc cái lời nói của anh á, là anh nói gì nó cũng nghe đúng không? Trời ơi, nói đúng rồi nó mới nghe chứ, nói không đúng thì chắc nó cũng không nghe đâu. Dạ, thì cho nên hôm nay á, em mới qua gặp anh hai để nhờ anh hai lựa lời khuyên nhủ nó, cho thằng Tèo nó giao cái sổ đỏ đất nhà em á, cho em. Ủa chuyện gì lớn lắm sao mà đụng tới cái sổ đỏ dữ vậy? Em cũng không dám giấu về anh hai. Em có một người khách hàng, người ta muốn kiếm một mảnh đất ở dưới quê á, mua rồi về cất nhà để an hưởng tuổi già. Rồi tình cờ á là thấy em chụp hình miếng đất của em, người ta thích quá, người ta nhất định đòi mua cho bằng được, mà trả giá thì rất cao nữa. Cho nên em mới muốn bán. Nhưng mà giấy tờ đất là thằng Tèo giữ hả? Dạ. Mà mỗi lần anh hai nhắc đến thằng Tèo là em tức. Tía má em á là để miếng đất đó lại cho thằng con út như em, mà bây giờ thằng Tèo á nó giữ khư khư cái sổ đỏ không lòi ra thì làm sao em bán được? Bởi vì đất này đó là đất của tổ tiên ông bà để lại, chứ đâu phải đất ruộng đất vườn gì đâu mà muốn bán thì bán. Thì đất nào chả là đất anh hai. Nhưng mà nói gì thì nói, chứ chú đem chú bán miếng đất đó rồi anh em nó sống ở đâu? Anh hai khéo lò quá. Em là chú ruột của nó, không lẽ em bỏ cháu mình bơ vơ? Em tính toán tỉ mỉ hết rồi. Mà thương vụ này thành công thì em sẽ nắm được tiền tỷ trong tay. Chú hai ơi. Chú hai. Ủa, chú ba cũng ở đây hả? Chú ba ở đây để bàn công chuyện với bác hai. Bây giờ cũng xong rồi, chú ba về trước ha. Anh hai, ráng giúp em nghe. Chuyện này mà thành công, em không quên ơn của anh hai đâu. Thôi về. Ừ, con quà nè. Dạ anh hai cứ giữ đó đi. Chú hai, chú ba con qua nói gì vậy? Nó kêu tao nói với mày á, đưa cái sổ đỏ đất đó cho nó bán. Còn mày, qua đây có chuyện gì không? Dạ cũng chuyện đó đó. Chú hai, mà chú hai có khuyên con đưa sổ đỏ cho chú ba con không? Nó làm cái chuyện tầm bậy gì mà tao đâu có theo phe của nó đâu. Vậy hả? Chú hai, mà giờ má con thì đi làm ăn xa rồi, bà ngoại thì bà già, bé ăn còn nhỏ xíu à. Mình con cũng không biết tính làm sao nữa. Ba giấy tờ đất đó mày giữ phải không? Dạ con giữ, mà không có ở trong nhà đâu. Vậy chứ ở đâu? Dạ nó ở. Nhưng mà con sợ mười mốt thế nào chú ba con cũng tìm ra. Đúng rồi đó, thằng đó khôn lanh lắm. Dạ là nó đã lăn lóc với đời mười mấy năm nay. Chú hai,
Giờ con phải làm sao chú hai? Anh hai, không biết lý do gì mà bữa nay anh hai kêu qua đây, có một chuyện gì để bàn hả anh? Uống miếng nước đi, từ từ mà. Hay là anh đã thuyết phục được thằng Tèo cái chuyện mà nó giao sổ đỏ đất lại cho em? Thật ra thì chưa. Nhưng mà tôi nghĩ cái chuyện này á, chắc có lẽ là tôi nói thằng Tèo nó nghe được. Em giỡn với anh hai thôi, chứ cái chuyện mà sổ đỏ á là em đã nắm trong tay được rồi. Ủa trời đất ơi, làm sao chú có được nhanh vậy? Thì bấy lâu nay em theo dõi hai anh em tụi nó, thấy tụi nó cứ lén lén lút lút làm gì á. Rồi cuối cùng em phát hiện ra là nó ra sau vườn á, nó chôn cái sổ đỏ dưới gốc cây. Mà ở chuyện đem sổ đỏ mà chôn dưới đất á là nó quá xưa rồi, làm sao qua mắt em được. Vậy chúc mừng chú nghe. Dạ. Nhưng mà chú ba cũng biết đó, bây giờ ba cái thủ tục hành chính mà đất đai rồi đó, phải đi từng bước từng bước, thấy gì chứ mất thời gian dữ lắm nghe. Thì đó, mới lo cái vụ sổ sách xong, bây giờ tới cái vụ thủ tục để làm nhức đầu lắm. Cho nên bữa nay á, tôi mời chú qua đây nè, có gì nói. Dù gì á, chú cũng xa quê hương mười mấy năm rồi, về đây thì cái nào tôi giúp được tôi giúp cho. Dạ. À, mà anh hai, à, vậy bây giờ em phải làm sao? Bây giờ chú cung cấp cho tôi cái hồ sơ mà của cái người quyết định mua miếng đất của thằng Tèo đó. À, rồi tôi đi lo trước cho. Vì cái gì thì cái, bởi vì tôi dân địa phương đây mà, tôi rành cái đó hơn chú. À, anh hai nhắm được không? Tôi nghĩ được mà, cái nào tôi hứa là chắc được đó. Dạ vậy em cảm ơn anh hai trước, có anh hai chịu giúp đỡ thì tốt rồi, em đỡ phải lo. Bây giờ em về em đem giấy tờ thủ tục qua cho anh. Rồi. Lo việc giúp em ha. Ừ. Dạ. Mà anh hai. Ừ? Em nói cái này nha. Bây giờ anh hai đổi ý chịu giúp em, có phải là do anh hai định bán luôn miếng đất nhà mình? Cái chuyện đó tính sao đi. Bây giờ chú về chú đem cái thủ tục qua cho tôi là được rồi. Dạ. Vậy bây giờ em về em lo giấy tờ trước. Ừ. Đất đai của anh tính sao ha. Rồi. Em đi nha. Anh là anh Thái Hòa. Dạ phải. Tôi là Hai Lúa. Dạ, chào anh hai. Ừ. Tôi nghe nói anh tính về xẻo lá này mua miếng đất để sau này về đây dưỡng già phải không? Dạ đúng rồi anh, nhưng tôi mua được rồi. Chuyện tôi muốn nói bữa nay á là cái miếng đất anh sắp mua đó. Ủa, là sao tôi chưa hiểu? Bởi vì cái miếng đất này đó của ông bà để lại cho thằng Tèo cháu tôi. Sao cậu Thành nói miếng đất này của cậu ta mà? Nó đứng tên miếng đất này, nhưng mà nó bỏ xứ đi mười mấy năm rồi nó không có về. Cha mẹ nó chết nó cũng không về mà. Đó. Rồi cha mẹ nó chết mới để lại miếng đất này đó cho ba má thằng Tèo ở. Ba thằng Tèo chết mới để lại cho má con thằng Tèo đó ở. Bây giờ thằng Thành nó về, nó đòi lại miếng đất này. Chú cháu nó cãi nhau quá trời quá đất đi. Tiêu hết rồi, tụi nó trốn hết rồi. Cái gì? Tất cả dự án chúng ta đều đầu tư vô là ảo. Bây giờ tụi nó ôm tiền bỏ đi hết rồi. Mày nói cái gì? Tất cả tiền bạc tao bán nhà bán đất đầu tư hết chỗ đó, mày nói mất là sao? Đâu có một mình mày mất, tao cũng mất hết vậy. Nếu anh nhất định muốn mua miếng đất để sau này về để dưỡng già thì tôi giới thiệu cho anh mua miếng đất khác. Ở xẻo lá này còn nhiều miếng đất đẹp lắm, thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng mà làm vậy coi sao được anh? Được chứ sao không được anh? Do mình à. Nếu mà thằng Thành nó bán miếng đất này đó mà anh đồng ý mua đó, cả gia đình nó đi ra ngoài ăn mày đó, không có một cục đất chổi chim thì làm sao mà sống nổi. Nếu mà thật sự anh có tấm lòng nhân ái
anh suy nghĩ lại mà giúp đỡ cho một gia đình có một cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn. Cậu có chắc chắn là miếng đất đó cậu đứng tên không? Dạ chắc anh ơi. Bây giờ tôi sẽ mua nó. Cậu gửi gấp cái sổ đỏ mà cậu đứng chủ quyền á, gửi gấp qua cho tôi. Gửi liền nha. Dạ biết rồi. Ok. Đéo Tao. Tao ư? Dạ. Chú Hai. Chú Hai đây không? Đây là ông đại gia. Cái ông mà kêu chú ba mày đó lấy cái sổ đỏ miếng đất này nè, bán cho mua rồi đó. Ừ. Hai anh em ơi chuẩn bị đi. Bỏ mụn vô thúng. Ở ngoài này có cái đầu cầu nè, cái dạ cầu ở xuống dưới ở. Thôi vô nhà làm việc đi, lấy sổ luôn. Nè, con ký vào đi. Tôi đã mua miếng đất này từ Kim Thành. Bây giờ tôi sẽ sang nhượng lại với giá 1 triệu đồng. Tôi không có con, tiền bạc thì cũng không thiếu. Nên thấy thương hoàn cảnh anh em tụi nó, lo cố gắng làm ăn, coi như đáp lại tấm lòng của chú. Ký đi. Làm gì á? Thường ngày lanh chanh lách chách lắm mà. Dân chạy xem đâu ôm mà làm gì nay mặt ngơ ngơ ngác ngác à mày? Nè, con giữ một bản ha. Dạ. Chú giữ một bản. Đó, quyền sở hữu của mày luôn rồi đó nha. Đây, giao tiền tươi luôn. Dạ, khỏi đi ngân hàng chuyển gì hết á. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, coi như thương vụ này thành công tốt đẹp ha. Dạ. Từ đây về sau á, miếng đất này sẽ là của con. Chính con sở hữu, không sợ ai tranh chấp hay lấn chiếm gì được hết. Tôi cũng lần đầu tiên à nghe, đi làm cò đất, đi làm môi giới mua bán nhà. Mà cái thương vụ này mua bán có 1 triệu à, anh Tứ không có lời. Coi gì chứ, ví dụ này lời gì lắm anh hai. Đúng rồi, lời cái tình cái nghĩa, lời cái tình con người với nhau, cái đó không bao giờ lỗ được hết á. Dạ, con cảm ơn chú Hòa, cảm ơn chú Hai nha. Ủa, mình có tiền rồi, ở đâu không được, còn trở về xứ xẻo lá nghèo nàn này chi? Đất đai á thì của ông bà tổ tiên để lại để cho mình ở, giao lại cho chú gìn giữ. Mà chú đem chú đi bán ta, mồ mả ông bà ở đây, con cháu nó ở đây, mình phải suy nghĩ chứ. Chú đi đâu chú đi, nhưng mà chú già đó, chú chết, chú cũng phải về đây chứ. Em biết lỗi của em rồi anh hai. Chắc tại ông trời phạt em cái tội bất kính với ông bà, bất kính với tổ tiên, cho nên mới khiến em mất hết tiền bạc, bây giờ mất hết đất đai nhà cửa, rồi còn mất luôn tình cảm chú cháu với thằng Tèo. Chú ba, nếu mà chú không chê á thì chú ở lại đây đi, đến khi nào ổn định